À, bắt đầu từ những ngày tháng như vậy thì mình sẽ học phòng breakout như vậy nha các anh chị. Mình không có học như cũ nữa, lý do là cái đường chung nó linh chung nó hạn chế mà cái số lớp quá nhiều. Do đó là mình sẽ phải breakout như thế này, và một cái đường link mình dành cho khoảng 2 lớp, 3 lớp gì đó thì tùy. Vậy thì hình như có một cô tắt mic hết nha, tại vì nó bị vọng lại cái giọng của cô nên nó nghe nó hơi ồn. Các chị tắt mic giùm cô nghe. Tất cả các chị tắt mic giùm cô. Rồi, vậy thì cô đã gửi cái đường link vào phòng Zoom rồi á, vào cái phòng mà chia nhỏ như vậy thì các chị bữa sau các chị tham khảo giùm cô để các chị học những môn khác nữa nha. Rồi. Thì chương trình dược cảm giác á, thì mình cũng học trên lên mình biết rồi, còn có 6 bài. Thì bài của cô là ngày hôm nay là bài phản ứng có hại, và bài của cô Xuân đó là tổng quan dược cảm giác. Thì mình sẽ thi giữa kỳ, thì lát nữa các chị báo với cô là cái ngày các chị muốn thi giữa kỳ. Tại vì cái lớp lớp bệnh viện của các chị á, xin lỗi, lớp lâm sàng á, là nói là chưa có muốn thi thi ngay hoặc thi gì đó. Nói chung là các chị muốn thi lúc nào thì các chị báo lại để cô còn biết đường sắp xếp trên khoa. Là mình sẽ thi 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 vào lúc nào nha. Thì nhớ cứ nhớ là báo lại cho cô là được. Nói chung là sắp xếp tùy vào lịch của các anh chị cho tiện, mất công cô xếp rồi. Lớp mình lấy ý kiến là em không thi được, em thi nhiều môn quá thì cũng hơi khó khăn cho hai bên nha. Rồi. Thì còn bài thi cuối kỳ á, là sẽ còn 4 bài còn lại nha, của thầy Viên, thầy Khôi, thầy Thới và cô Hà. Thì 4 bài đó nói chung là tinh thần á, là môn này bộ môn sẽ cho thi trắc nghiệm hết, và thi trắc nghiệm trên cái phần thi trực tuyến ở trên Mi như hôm nọ thôi. Nhưng môn này yêu cầu không cao cho nên là nó cũng đơn giản. Tuy nhiên nói thì nói vậy thôi nhưng các chị vẫn phải học bài, chứ không phải nói vậy rồi mình không học rồi mình rớt mình cũng biết nói làm sao nha. Rồi thì bài hôm nay của cô á, nó gồm những phần ví dụ như là gồm có định nghĩa phân loại, yếu tố nguy cơ phản ứng có hại, rồi kể tên các phản ứng có hại hay gặp, rồi nêu phản ứng có hại ví dụ một số thuốc vân vân. Thì cái bài này á, bên chỗ môn dược lâm sàng á, các chị cũng được học rồi nha. Thì cô sẽ nói sơ qua và nói nhanh thôi, vì mình sẽ kết thúc khoảng 3 giờ để mình đổi ca cho cô Xuân nha. Rồi thì đối với định nghĩa phản ứng có hại thì bên chỗ thầy Khôi cũng có nói rồi nên chúng ta sẽ không có ôn lại nữa, và trên lên cũng có nói kỹ rồi, mặc dù lên tại vì cô nói hơi nhỏ, nói hơi giọng hơi ghê, hơi thều thào xíu cũng chỉ thông cảm, tại vì lúc đó mình ghi âm thì đêm hôm nên là thôi nó cũng không được gọi là nói giọng nó hơi to mạnh mẽ như vậy, thôi các chị cũng thông cảm xíu nha. Rồi về một số thuật ngữ thì ở đây ai có thể nói dùng cô là cái sự khác biệt giữa phản ứng có hại, biến cố có hại, tác dụng phụ hay không, ai có thể nói được không? Cô, phản ứng có hại là phản ứng độc hại, Ừ. không được định trước, Hại. xuất hiện ở liều thường dùng. Rồi rồi Còn như vậy thì biến cố có hại thì sao ha? biến cố có hại là không 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 tìm thấy mối liên hệ nhân quả Nhân quả giữa cái gì với cái gì? giữa nguyên nhân gây 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 hại. Và cái thuốc đó, giữa cái thuốc và cái kết quả mang lại đúng không? Ví dụ như là bệnh nhân vô bệnh viện điều trị mà tự nhiên nay bị nổi ban ngứa khắp người, mà bệnh nhân uống rất nhiều thuốc và không quy kết được cho thuốc nào, hay là do môi trường hay là do dịch truyền vân vân, thì như vậy thì người ta nghi ngờ thôi, người ta không quy kết được thì người ta gọi chung đó là biến cố có hại của thuốc. Do đó cái phần hình biến cố có hại, cái phần ADEA mình thấy nó rất là rộng. Còn nếu mà mình quy kết được cho thuốc có nghĩa là mình tìm được mối liên hệ nhân quả giữa thuốc và cái hậu quả đó thì người ta gọi là ADR, là phản ứng có hại. Còn ADE không quy kết được, không xác định được mối liên hệ nhân quả giữa thuốc và các biến cố thì người ta gọi là biến cố có hại. Còn side effect là gì? Ai có thể nhắc lại không? Cô là đó là tác dụng phụ không dùng cho mục đích điều trị, nhưng mà một số trường hợp thì chỉ là sử dụng làm tác dụng chính.
À, có nghĩa là cái tác dụng phụ là tác dụng mà không dùng với mục đích điều trị, và đôi khi cái tác dụng phụ nó trở thành tác dụng chính. À, ví dụ như là cái sildenafil mà mình trong cái hoạt chất của cái biệt dược Viagra đúng không nè, thì người ta thử nghiệm lâm sàng nó trong điều trị bệnh đau thắt ngực, nhưng mà cuối cùng thì hiệu quả trong đau thắt ngực không có cao, mà cái tác dụng phụ đó là nó sẽ gây ra cái điều trị trong cái bệnh rối loạn cương dương đúng không nè. Và do đó cái sildenafil thì được sử dụng trong điều trị rối loạn cương dương, và từ tác dụng phụ nó trở thành tác dụng chính rồi ha. Thì một số khái niệm cơ bản thì mình ôn lại sơ qua thôi, còn đây chính là phân loại. Phân loại phản ứng có hại theo các mức độ khác nhau, thì những cái này nè cô sẽ hỏi trong bài thi nha, hỏi rất nhiều luôn, cho nên cái phần này các anh chị phải học thật kỹ ở trong lớn, nói được không? Cái chỗ này cô nói hết trong lên rồi nha, yêu cầu các anh chị phải học kỹ ở trong lên. Rồi, cô lấy một cái đơn giản thôi, mình hỏi lại bài với các chị học chưa? Hãy cho cô biết phân loại theo tác dụng dược lý loại A, loại B, C, D, E, F, G là gì và cho ví dụ của mỗi loại. Rồi, ai có thể trả lời được không? Em thưa cô, phân loại theo tác dụng dược lý, ví dụ như là phân loại theo loại A thì có nghĩa là nó tăng cường và nó phụ thuộc vào liều. Còn nếu như mà phân loại theo loại B thì nó là dấu hiệu lạ thường và khó xử trí các bạn. À, như vậy thì ngoài những cái đặc điểm mà chị nói thì loại A với loại B còn có những đặc điểm nào nữa hay không? Mời anh chị khác đi ha. Mình tăng cái số lần phát biểu lên. Là loại A nó sẽ phụ thuộc vào cái tác dụng dược lý và thường xảy ra hơn, còn loại B nó sẽ không phụ thuộc vào tác dụng dược lý và hiếm xảy ra hơn. Đúng rồi. Nói chung là loại A như thế nào thì loại B nó sẽ ngược lại. Có đúng không các anh chị? Loại A và loại B nó sẽ ngược nhau. Ví dụ loại A nó phụ thuộc vào tác dụng dược lý, loại B thì không. Loại A nó phụ thuộc vào liều, loại B thì không. Loại A nó thường xảy ra, loại B hiếm xảy ra. Loại A gây ra những cái kết quả nặng nề, loại B xin lỗi, loại A thường là những cái kết quả nó nhẹ thôi, nhưng mà loại B thường để lại những cái kết quả nặng nề. Loại A thường rất dễ xử lý, còn loại B khó xử lý, tại vì nó không liên quan đến tác dụng dược lý cho nên rất là khó. Rồi, tiếp tục. Lấy ví dụ dùng cô loại A với loại B nha. Ai lấy được ví Dạ dụ thưa nào? cô, ví dụ của tác dụng phụ loại A, ví dụ như là các tác dụng phụ thuốc hạ huyết áp, ví dụ như là thuốc chuyện kinh canxi thì nó sẽ có cái tác dụng phụ là hạ huyết áp quá mức, Ừ, đúng ví dụ như rồi. là beta blocker là chậm nhịp tim hay là gây À, hen phế quản đó, hay à, là gây hen. Dạ. Còn ok ví dụ chị. như loại B thì nó sẽ có những cái phản ứng mà mình không có ngờ được. Ví dụ như là tùy thuộc vào cái di truyền, ví dụ người châu Á thì nó sẽ có cái phản ứng với cái thuốc này khác với lại người châu Âu, hoặc là tùy hệ miễn dịch của mỗi người. Có người thì sẽ bị gặp phản dị ứng thì ở mức độ nhẹ, nhưng mà có người sẽ bị sốc phản vệ, ví dụ như vậy. Nói chung là ví dụ như mình xài kháng sinh chẳng hạn, hoặc là một cái thuốc điều trị tăng huyết áp chẳng hạn, mà tự nhiên nó xảy ra cái tình trạng sốc phản vệ ha, và mình không biết nguyên nhân là do đâu, mình không có tìm được mối liên hệ dược lý giữa thuốc và các hậu quả đó ha, thì đó là loại B. Còn loại C là gì nhờ? Loại C. Dạ, loại C có nghĩa là những cái ADE mà hiếm gặp đó cô, mà và là tức là xảy ra do cái dùng thuốc mãn tính, tức là dùng thuốc lâu dài thì mới từ từ nó mới xảy ra. À, phải không các anh chị? Loại Là chronic, chronic có nghĩa là mãn tính. A. À, chronic có nghĩa là mãn tính. Rồi, ví dụ dùng ngôi loại loại C. Cô ví dụ giống như mình sử dụng corticoid một thời gian dài sẽ suy thượng thận cấp, gây ra hội chứng kết sinh. Cô ghi cái chữ viết tắt của nó trong khung chat nha. Ví dụ như là loại C nè, loại C có nghĩa là mãn tính.
Mãn tính có nghĩa là gì? Cái phản ứng có hại nó không xảy ra ngay đâu, mà nó xảy ra rất là lâu sau đó. Cô lấy ví dụ nha, cái hội chứng Cushing mà hồi nãy bạn ấy nói á, là khi sử dụng corticoid lâu dài, lâu thật lâu mà trước mắt thì nó không xảy ra, cái nó không để lại phản ứng có hại ngay đâu, mà một thời gian sau, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cả năm sau nó mới để lại phản ứng có hại chẳng hạn, thì nó gọi là mãn tính hoặc là chronic. Ví dụ như là phụ nữ mang thai mà sử dụng thuốc đơn giản thôi, thuốc ức chế men chuyển chẳng hạn, thì sinh con ra có khả năng bị quái thai. Như vậy thì nó để lại cái phản ứng có hại không phải là cho người mẹ mà nó để lại cho người con nữa, đúng không nè? Nó gọi là mãn tính. Còn loại D là gì đây ha, ai có thể cho ví dụ nào? Đây là delay là chậm. Delay là chậm, có nghĩa là gì ha? Trì hoãn, đây là gì? Ví dụ như Sự gì chị ha? xảy ra muộn. Ví dụ Giống như như là gì? sử dụng thuốc trị mụn á cô, ở trẻ sử dụng cái isotretinoin đó cô. Thuốc trị mụn. Và trong thời gian mang thai thì sau này nó mới để lại, hoặc là trẻ mà trong cái tuổi mang thai, trẻ em bé gái trong tuổi mang thai á cô, mà sử dụng thì sau này mới mang thai thì có thể là để lại di chứng. Phải không? Rồi, có ai có ví dụ khác không? Cô ví dụ như là mình cái thảm họa thalidomide đó cô. Phụ nữ mang thai dùng cái thalidomide để người nôn ói trong thời gian mang thai, nhưng mà sau này thì khi mà sinh con ra sẽ gây cái biến chứng là hội chứng chim kính cụt. Rồi, còn ai có ví dụ khác không? Dạ thưa cô, ví dụ như là một số thuốc mà điều trị ung thư đó cô, nó sẽ gây biến đổi tế bào, do nó là thì lâu dần thì khi mình điều trị hết cái bệnh ung thư này thì có khả năng là một số cái tế bào khác nó cũng bị đột biến và nó sẽ gây ra một cái dạng là bệnh khác có liên quan đến cái phát triển của tế bào. Rồi, nó giống như là electronic đúng không các anh chị? Cũng cũng một cái kiểu kiểu như vậy luôn đó ha. Rồi. Ví dụ như là loại loại D á, thường là nó là delay, nó là chậm, nó là trễ, thì giống như các ví dụ mà các anh chị vừa mới nói á, ví dụ như là sau khi mình dùng thalidomide mà trong giai đoạn mang thai nè, nhưng mà hiện nay thalidomide vẫn xài nha, chứ không phải cấm hết đâu, rồi xài trong trường chỉ định khác thôi. Còn sử dụng Cái mà hộp alo, rồi sử dụng lựa isotretinoin ha, sử dụng isotretinoin nè, ở phụ nữ mang thai mà xài sinh con ra bị dị dạng xương mặt ha. Rồi còn cái loại C như nãy mình nói á, là nó xảy ra đó. hơi rất là chậm mà thường nó liên quan tới tích lũy liều, ví dụ như là sử dụng corticoid thì có thể gây ra tình trạng là suy thượng thận cấp nữa nha, thường liên quan tới việc tích lũy liều. Rồi còn loại E là gì nhờ? Loại E là gì? Loại E là Dạ loại cô, loại E liên là quan liên quan đến đến hội chứng ngưng thuốc. Ví dụ như là mình dùng cái opioid thời gian dài, sau khi mình ngưng thuốc thì nó sẽ gây cái tình trạng là lệ thuộc thuốc. đúng rồi, có nghĩa là tình trạng gọi là ngưng, gọi là hội ngưng thuốc á, hội chứng ngưng thuốc, có nghĩa là khi chúng ta ngưng thuốc một cách đột ngột thì nó sẽ có phản ứng dội ngược, ví dụ như là đơn giản là thuốc cai nghiện đó đúng không nè. Rồi còn gì nữa không? Beta blocker của Chính xác, sử dụng beta blocker thì nó sẽ chặn các thụ thể đúng không, và các thụ thể mới đó lại tiếp tục xuất hiện, và khi chúng ta ngưng thuốc một cách đột ngột thì tất cả các thụ thể nó đều được giải phóng và nó sẽ gây ra cái hội chứng dội ngược đúng không nè. Rồi loại F là gì đây các anh chị? Dạ, nó ép là thất bại trong điều trị. Như nào ha? Dạ, có nghĩa là có thể là mình phối hợp thuốc á, mà mình phối hợp mà nó bị tương tác có hại thì nó sẽ gây ra những cái phản ứng có hại, Ví dụ thì như đó là một cái thất bại. Ví dụ như là phối hợp là PPI với lại clopidogrel thì nó sẽ làm giảm hoặc là mất tác dụng của clopidogrel trong cái việc mà phòng ngừa bệnh tim mạch do huyết khối. rồi rồi được rồi ha, ví dụ như là sử dụng BBI với OME này kia đúng không, họ thất bại trong điều trị, và thường cái loại F này nó liên quan đến cái chuyện tương tác thuốc ha. Còn loại G là gì các chị ơi?
G là gì nhờ? G là gen. G là gen. Genetic. Genetic. Có nghĩa là gì nhờ? Và là di truyền. Di truyền liên quan tới một số cái kiểu gen và như thế nào thì lát nữa mình sẽ nói qua cái phần coding nha. Coding mình sẽ nói. Ok. Như vậy thì tôi giải thích một cái thôi, còn tất cả những cái còn lại các chị phải học lại trên lên. Tại vì y chang như lên thôi, cái gì đặc biệt mình giải thích nữa. À, các yếu tố nguy cơ như thế này thì các chị xem thêm thôi, mình không có học. Rồi các biểu hiện lâm sàng thì trong số tất cả các ADR thì biểu hiện lâm sàng ở trên da là cái mà mình dễ thấy nhất và thường gặp nhất luôn. Theo các anh chị, cái phản ứng ở trên da thì cái đường dùng nào mà chúng ta sẽ dễ thấy phản ứng trên da và dễ gặp phản ứng trên da nhất? Cô là đường dùng dễ thấy nhất là tại chỗ trên da, sau đó là đến tiêm và cuối cùng là uống. Thì ở đây á, cô mới yêu cầu các anh chị phải học hết từng ý ở trong đây. Mình chỉ ai cũng biết làm phát ban là nó sẽ hiện ra những cái ban nổi nốt sần màu hồng hay là hồng ban đa dạng, nó có những cái nốt rìa này kia, thì nói chung cô sẽ không có hỏi, cô sẽ không có hỏi cái chi tiết từng cái như thế nào, mà các chị coi qua thôi. Cô cũng không hỏi là thuốc nào gây ADR này, nói chung là đơn giản lắm. Ví dụ nhưng mà có một cái mà cần phải lưu ý thì cái này học nhiều, đó là thuốc ACE, ARB nó có khả năng gây ra phù mạch. Vậy thì ai có thể nói cho cô biết phù mạch là phù ở đâu không? Phù mạch là phù ở đâu? Cô là phù ở vùng trên phía trên đầu như là mặt, một vùng mặt Mặt ngoài biên Đúng vậy ở ha. hai chân Có của thể lưỡi luôn. qua lưỡi nè, ở vùng hạ bì sâu niêm mạc, ở vùng mặt đúng không nè, lưỡi miệng nè, rồi mắt nè, đúng không nè. Đó thì cái đó nó gây ra cái phần rất là nguy hiểm nha, thì mình tự xem thêm dùm cô. Rồi còn những con cái còn lại, ví dụ hội chứng Stevie Johnson hay là hội chứng Liao là những cái hội chứng khá là nặng. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ có những cái ban đỏ, đồng thời nó bọng nước và đồng thời nó có hoại tử nữa. Cho nên những cái hội chứng này nó liên quan tới một cái thuốc tí nữa mình sẽ nói, đó là cái paracetamol ha, tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn về phần này. Rồi ADR trên gan cũng không yêu cầu anh chị học gì nhiều ở line này, yêu cầu một cái thôi, đó là học cái hoại tử tế bào gan kèm theo tắc mật là cái mà biểu hiện lâm sàng nổi bật của ADR trên gan. Rồi những này cũng không cần phải học, không có ra thi này. Rồi về ADR trên thận thì ADR trên thận thì chỉ yêu cầu các chị học một cái thôi, đó là tổn thương thận do thay đổi huyết động. Thì tổn thương thận do thay đổi huyết động gồm có ACE, NSAID và ARB. Vậy ai có thể giải thích được cho cô cái vấn đề này hay không? Này chắc dễ rồi, nhắc lại thôi nghe. Cô tổn thương trên thận do NSAID là do NSAID nó làm co cái tiểu động mạch đến của cầu thận, làm giảm lưu lượng máu tới thận, giảm độ lọc cầu thận. Còn Ok. đối với ACE và ARB đó, thì nó sẽ làm giãn cái tiểu động mạch đi, thì cũng làm giảm cái tốc độ lọc cầu thận luôn, cũng dẫn tới suy thận. Tại sao giảm cái tiểu động mạch đi là giảm tốc độ lọc cầu thận? Cô tại vì là nó lượng máu tới thì bình thường, nhưng mà cái lượng lọc đi á, thì lại nhiều hơn. Đúng rồi. Cái lượng vô bình thường mà lượng đi nhanh hơn, như vậy ở lại lọc không được bao nhiêu hết. Và giảm độ lọc cầu thận đó là một dấu chứng chứng tỏ bệnh nhân có thể bị suy thận cấp và nó có thể đảo ngược lại khi ngưng thuốc, đúng không nè? Này thì biết hết rồi ha. Rồi. Rồi. ADR trên hệ tạo máu thì theo các anh chị thì cái ADR trên hệ tạo máu thì cái trường hợp nào sẽ là nghiêm trọng nhất và mình cần phải lưu ý? Rồi, xin mời các anh chị khác nha. Giờ cô hỏi như thế này để cộng điểm đó, bữa sau mà điểm giống như vừa lâm sàng nâng cao đó, đâu có không có cho bài tập nào làm mà cộng như lâm sàng nâng cao đâu nha. Chỉ có mỗi môn lâm sàng nâng cao thì mình thấy điểm thấp quá thì mình tạo cơ hội, mà thực ra lớn lên lâm sàng điểm cao như gì luôn. Thiếu máu bất sản quá. Chính xác ha, đó là thiếu máu bất sản. Thiếu máu bất sản có nghĩa là gì chị?
Là giảm tất cả các tế bào, tất cả các loại tế bào máu. Đúng rồi, nó sẽ giảm được bất sản, có nghĩa là không sản xuất đó, không sản xuất được. Thì gồm có ba dòng nha, hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu nha. Như vậy là mà cái này, cái đó là cái cốt lõi của mình mà giờ giảm cả ba cái như vậy thì quá nguy hiểm rồi đúng không nè, lưu ý coi cái đó nha. Rồi. Tiếp theo là tinh thể tim mạch, học hết chưa cô? Tại vì cái này qua quan trọng và các anh chị gặp rất là nhiều nha. Rồi, ADR đến hệ hô hấp thì qua xem qua thôi ha. Các biện pháp chính ngăn ADR, cái này bài này là bài thầy Thớ sẽ dạy các anh chị, cho nên cô đưa ra như thế này thì bữa sau thầy Thớ sẽ chi tiết hơn trong trong cái phần hướng dẫn nhé. Rồi, một số thông tin và cảnh báo ADR của một số tổ chức cơ quan trong và ngoài nước về ADR của một số thuốc nha. Thì ở đây mình đưa ra một list như thế này. Thứ nhất đó là mình nói về paracetamol. Thì paracetamol nó có những cái phản ứng. Thứ nhất đó chính là phản ứng trên da. Thì phản ứng trên da nó có thể xảy ra các phản ứng dị ứng. Xảy ra các phản ứng dị ứng mà mình thấy rằng là đơn giản mà para xài hoài giờ có sao đâu. Tuy nhiên mình phải nói rằng là đây là một cái loại thuốc mình rất là hay xài. Như vậy thì cái, mặc dù cái phản ứng dị ứng nó hiếm gặp, nhưng mà khi mình sử dụng với một dân số quá lớn thì cái khả năng nó vẫn xảy ra. Do đó trên tất cả các tờ hướng dẫn sử dụng thuốc mình yêu cầu phải cập nhật những cái thông tin mới về para. Ví dụ nha, là gồm có dị ứng, gồm hội chứng Stevie Johnson, hội chứng TEN, hội chứng Achep mà bắt buộc mình phải ghi lên nha. Thì cái đó là bên cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ người ta khuyến cáo, là FDA người ta khuyến cáo nha. Còn ở đây là mình nhìn thấy những cái hội chứng ở trên da khi xài para, không thể tưởng tượng được, mình nghĩ para là một thuốc quá thân thuộc mà, tuy nhiên cái gì cũng có thể xảy ra hết. Rồi, được chưa? Về phản ứng da mình chỉ hỏi đơn giản vậy thôi. Và khi các anh chị nhìn thấy rằng một cái slide sao cô ghi dài dòng quá vậy, sao cô ghi nhiều quá, cô ghi đơn giản là phản ứng da thôi, Johnson Johnson, nhiễm độc da toàn thân AZF thôi, nói chi cho nhiều. Tuy nhiên khi mình học về cảm giác dược thì mình phải lấy những cái nguồn thông tin, những cái văn bản, những cái dữ liệu mà người ta đưa ra một cách chính thống. Do đó cái câu từ mình xài là mình phải dùng nguyên những cái từ người ta đưa ra, cái đó nó hơi dài dòng. Tuy nhiên khi mình học thì mình thấy không có những cái thông tin nó có gì quan trọng, xin lỗi, những cái thông tin nó không có gì mà khó mà dài để mình học hết. Và khi cô hỏi bài thì cô không có hỏi rằng là ngày 1 tháng 8 năm 2013 thì FDA đã đưa ra thông tin gì, nó hỏi như vậy. Mình chỉ hỏi là paracetamol có thể xảy ra những phản ứng có hại nào sau đây, được không nè? Đó thì đó mình biết cách mà mình có thể trả lời nha. Rồi, tục nha. Về cái thứ hai đó là về tổn thương gan, tôi yêu cầu nè, đọc kỹ những cái chỗ mà cô highlight. Yêu cầu thuốc kê đơn dạng phối hợp các chất giảm đau với para, có nghĩa là para cộng với một thuốc giảm đau khác, thì hàm lượng para không được quá 325 trong một đơn vị phân liều. Nắm được không? Nhắc lại, trong một cái chế phẩm phân liều thì có para cộng cho một cái thuốc giảm đau khác thì para trong đây không được vượt quá 325 mg. Vậy thì tại sao có cái trường hợp này, ai có thể giải thích được tại sao vậy, tại sao người ta phải làm như vậy? Ai giải thích được không? Cô, cái này là do là do trên thực tế cái chế phẩm phối hợp thì khi mà một đối với một người bệnh mà bị nhiều cái bệnh khác nhau và dùng cùng một lúc nhiều cái toa thuốc á, thì có thể bác sĩ này thì không có biết là bệnh nhân đang uống thuốc giảm đau hay là một cái chế phẩm nào đó của cái bệnh khác cũng chứa paracetamol dạng phối hợp. Cho nên nếu mà mình nếu mà bệnh nhân không có hiểu biết á, thì khi người ta dùng cùng một lúc hai cái viên thuốc, hai cái liều thuốc đó gần nhau quá thì nó sẽ dẫn đến quá liều paracetamol. Ví dụ mỗi viên 500 thì hai liều sẽ là 1000, và một ngày nó sẽ quá cái liều tổng mà gây độc cho gan á, là 4 gram. Cho nên là người ta phải dự phòng bằng cách là mỗi một cái viên para phối hợp thì chỉ cho tối đa là 325. Thì lỡ người ta có uống
tăng lên là hai viên thì nó cũng không có quá cái hàm lượng là 1 gram trên một liều à. Rồi câu hỏi tiếp. Vậy thì trên thực tế chị thấy rằng là cái mara đơn liền vẫn 500 đó. Dạ. Thì lỗ nhầm thì sao? Tại sao chị khuyến cáo trong cái phần phối hợp mà không phải đơn liền nữa? Cô em bổ sung luôn. Dạ. Okay. Cô tại vì khi FDA người ta chứng minh là nếu mà khối cái viên mà 325 hoặc là 500 nó hơn thì nó cũng không có lợi ích trong cái việc điều trị. Ừ. Nên cái đó là cho khoảng 325 rồi, không quá. Nó cũng là một ý giải thích, có nghĩa là người ta nói rằng nếu mà xài cái hàm lượng 325 trong bộ đơn vị phân liều thì lợi ích không vượt trội so với nguy cơ, thôi tôi xài làm gì, rồi một ý giải thích. Còn ý giải thích như chị Hòa Thuận đầu tiên á, chị còn trả lời như vậy ok luôn, nói chung là đúng hết. Tuy nhiên cô chỉ muốn hỏi ngược lại thôi. Vậy thì trong cái chế phẩm đơn liều như vậy thì tôi vẫn có khả năng bị nhầm lẫn và uống chồng lên chứ. Nhưng tại sao người ta chỉ phối hợp, chỉ hướng dẫn là trong cái chế phẩm phối hợp mới cần giới hạn hàm lượng thôi. Đúng không? Phải không các chị? Ha. Thì một cái vấn đề đặt ra đơn giản thôi các chị. Khi mà một cái chế phẩm mà nó nằm một mình đó, hiểu không? Có nghĩa là trong cái chế phẩm đó paradon thì chỉ có một mình paracetamol thôi, người ta sẽ chú ý ngay trong cái này là có paracetamol 500 nè. Nhưng mà ví dụ như một cái chế phẩm khác, alaxan thì gồm có gì, para cộng gì, ibu. Cái chữ para với ibu người ta viết chìm xuống, có nghĩa là trong hai ba thành phần như vậy người ta sẽ không để ý rằng trong đó có para. Nắm được không? Còn một mình paradon, cái chữ paradon xong cái chữ paracetamol nó viết đậm lên. Như vậy có nghĩa là cái nào mà có một mình nó thì người ta sẽ dễ chú ý hơn. Còn cái nào hai thành phần, ba thành phần, bốn thành phần thì mình sẽ không để ý. Và cái khả năng mà mình uống quá liều do mình vô ý không để ý rằng ở trong cái chế phẩm này có para 500 nó sẽ cao. Do đó người ta giảm cái hàm lượng trong cái chế phẩm phối hợp xuống là còn 325 thôi, để lỡ đâu mà bệnh nhân uống quá liều do vô tình uống hai thuốc cùng một lúc, ba thuốc cùng một lúc mà có cái para trong chế phẩm phối hợp thì cái việc bệnh nhân xảy ra các biến cố có hại nó sẽ ít hơn so với việc xài 500. Nắm được không? Yeah. Mình đặt ra câu hỏi là tại sao viên đơn 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 liều chế phẩm có một thành phần thì lại không giới hạn, thì có một mình nó thì người ta sẽ chú ý kỹ hơn. Rồi, đó là lý do nha. Còn chị Xuân chỉ nói thêm là do việc sử dụng para lớn hơn 325 không đem lại lợi ích vượt trội nguy cơ thì thôi tôi ráng làm chi. Rồi là giới hạn hàm lượng trong mỗi đơn vị phân liều sẽ giảm nguy cơ tổn thương gan do quý sử dụng quá liều. Tại vì người ta sợ rằng là khi mà dùng quá liều như vậy thì cái phản ứng có hại nổi bật lên không phải là trên dị ứng đâu mà là trên gan. Vậy thì ai có thể nhắc lại bài chút xíu là tại sao mình uống nhiều hơn liều kê đơn nè, tại sao mình uống cùng một lúc chứa nhiều para nè, hay uống rượu khi dùng thuốc thì cái khả năng mà xảy ra tổn thương gan sẽ nặng hơn so với người bình thường. Cô em nói không? Ok, mời chị. Cô, tại vì gan mình là nó sẽ đi theo hai con đường chuyển hóa, một con đường liên hợp và một cái con đường theo cái 90% theo liên hợp. Đúng rồi. Và 10% theo tự do, nhưng 10% đó lại nó lại tạo thành một cái chất độc đó là natri. Khi mà sử dụng quá cái liều thì thường cái natri này nó độc, nhưng mà cái gan mình nó sẽ có cái cơ chế là tạo ra glutamate để nó hòa cái chất độc này. Nhưng khi mà gan mình dùng quá cái liều para thì cái gan nó không có đủ để sản xuất cái glutathione, nên có cái lượng para không có chuyển hóa kịp, nó sẽ tổn hại gan. Đúng rồi, nãy chị nói glutamate hơi chưa đúng, glutathione. Nghe chị. Chị trả lời chính xác rồi ha, tại vì cái này mình học ở môn dược lý lâm sàng, dược lý cũng có nói rồi. Lâm sàng cái phần đọc tích học lâm sàng của Thư dạy á cũng có nói rồi ha. Dược lý thầy viên cũng có nói rồi, thôi môn này cô nhàn ghê, chị gì cũng học rồi nên mình chỉ việc hỏi lại bài đến chị trả lời thôi, đúng không nè.
Rồi, bara nè ha, nó vô đây nó chuyển hóa glucuronic 90%, còn lại khoảng 5 đến 10% chuyển thành napki, napki đi vô kết hợp với glutathione giải độc. Và bây giờ giả sử như mình uống quá liều liều kê đơn, vô tình uống nhiều bara trong chế phẩm, thì như vậy thì cái lượng napki này nó sẽ tạo ra nhiều, nhưng mà glutathione vẫn là một lượng hạn định trong cơ thể. Do đó chúng ta không thể trung hòa hết được cái napki, và napki dư ra thì gây tổn hại cho gan. Như vậy ai có thể nhắc lại dùng cô giải độc bằng cái gì hay không? Dạ thưa cô, giải độc bằng acetylcysteine. Rồi còn gì nữa không? Glutathione. Rồi còn gì nữa không? Methionine. Acetylcysteine. Methionine rồi. Là riết tỏi á cô. À galét, đúng rồi, chính xác, đúng rồi, lớp mình nhớ bài tốt lắm ha. Rồi qua bên đây tiếp. Rồi tại sao dùng chung với rượu lại tăng nguy cơ tổn thương gan? Rồi, ai giải thích được không? Em thưa cô, Ok. anh nói đi. Rồi, vậy thì một tí nữa nha các anh chị, tại vì nhiều người nói một lúc quá thì cô không biết ai nói và cô không kiểm soát được người đó nói bao nhiêu lần. Vậy cho nên là các chị giơ tay nha, thì cô sẽ kiểm soát được là người này có nói, người kia chưa nói á, thì cô sẽ điều tiết lại cái số lượng người nói nha. Được không? Ok, rồi mời chị Thu Trang. Dạ, cô làm khi mà mình dùng chung với rượu á, thì làm tăng nồng độ của bara lên. Rượu thì nó cảm ứng cái enzyme CYP2A1 sẽ gây độc ạ. Rượu cũng làm cạn kiệt glutathione nữa cô. Ok em ha, đơn giản thôi. Tại vì cái para một phần nó chuyển thành nắp kia là nhờ CYP2O1, nhớ dùng cô cái chữ CYP2O1 nha. Và rượu nó cảm ứng enzyme này mà cảm ứng thì càng tạo ra nhiều nắp kia hơn phải không nè. Nhưng mà rượu lại làm cạn kiệt glutathione, chất độc lại nhiều, chất giải độc thì ít, cuối cùng gây độc gan. Đúng chưa nè. Rồi. Tiếp theo về cái thông tin về rối loạn phát triển thần kinh của trẻ thì cuối cùng là đối với người phụ nữ mang thai á, mà xài bara thì vẫn an toàn, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu là chỉ sử dụng thuốc trong trường hợp nào không không có không không trong trường hợp không còn cách nào khác nha. Nó Chứ bé rồi. Hả? Bé. Không muốn cái nguồn gì? ta chỉ tắt âm thanh dùng Không luôn thôi nha. Rồi thì không có ảnh hưởng gì hết nha, nói chung là dùng bara trong thời kỳ mang thai thì không ảnh hưởng đến trẻ. Rồi dạng phóng thích chậm, hiện nay có ai thấy bara phóng thích chậm trên thị trường hay không? Xin mời các anh chị. dạ bây giờ thì ít cô, trước đây khoảng 2 năm thì có chế phẩm Tylenol và My Vita Power cô, nó có Cô tác dụng bán kéo hả? dài 8 giờ. Dạ Nhưng mà giờ sao mà chị gần đây không có? là rất là đã không có ạ, gần đây là không còn cái loại hàng đó nữa. Chị nghĩ lý do tại sao? Dạ là do cái đồng thuận của cái tổ chức RUC với lại CMDH, theo như là bây giờ em mới được biết nè cô. Trước đây là em cũng chưa hiểu lý do tại sao. Bây giờ em học thì em mới biết là bắt đầu từ cái năm thời điểm 2017 là cái này là hình như là gì của châu Âu. Đúng rồi, EMA là châu Âu, Dạ, chị cơ bản EMA là châu châu Âu đã ngừng cấp phép để mà lưu hành cái thuốc paracetamol dạng phóng thích chậm, cho nên là cái sản phẩm đó hiện nay là không còn lưu hành ở thị trường Việt Nam mình Âu. nữa. Dạ. Chị có hiểu lý do tại sao mà nó không được lưu hành không? Tại sao người ta Thì ngưng em nghĩ là nó sẽ có cái bất lợi ở chỗ là nó tích tụ liều đó cô. Do liều? cái kéo dài thì cái thời gian phóng thải ra thì nó sẽ rất là chậm, cho nó tích tụ liều thì vô tình nó sẽ làm tích là lũy cái độc chất cho gan thì em nghĩ là... Cảm ơn chị. Rồi còn ai có muốn nói gì thêm để bổ sung ý cho chị? Chị là Hòa Thuận đúng không? Dạ đúng rồi con. Ok rồi, có bổ sung cho ý chị Hòa Thuận không nhỉ? Em Rồi ạ, chị Nguyệt em ha. thưa cô, em thưa cô, như là theo practice của thuộc EMA thì người ta nói là chưa đưa ra một cái hướng dẫn chuẩn hóa nào để trong cái việc xử lý khi quá liều đối với paracetamol dạng giải phóng biến đổi hoặc là giải phóng kéo dài. Do vậy là đối với cho nên là chưa áp dụng được, không chưa đưa ra được một cái chuẩn hóa nào lên, cho nên là khi mà bị quá liều thì việc xử lý nó rất là lúng túng và nó không hiệu quả.
cho nên là đúng rồi chị ha, cảm ơn chị. Có nghĩa là người ta đưa ra một cái lời giải thích như sau: đối với cái chuyện mà các chị học giải đọc para trong môn dược lâm sàng hoặc là dược lý có nói đến á, thì đó là người ta giải đọc trên para dạng phân tích tức thời, còn dạng phân tích biến đổi người ta chưa xây dựng được một cái quy trình. Vậy thì lỡ đâu bệnh nhân sử dụng dạng phân tích biến đổi ha mà gây mà bị ngộ độc para nha, chúng ta sử dụng cái phác đồ giải đọc của para phân tích tức thời, vậy liệu rằng anh có chứng minh được rằng cái đó sẽ có hiệu quả đối với bệnh nhân hay không? Lỡ đâu không có hiệu quả, bệnh nhân tử vong sao, đúng không nào? Vậy làm sao dám đảm bảo? Trong khi đó lợi ích của việc xài para phân tích biến đổi có cao hơn so với dạng phân tích tức thời đâu, mà anh lại cố tình xài như vậy, đúng không nè? Và nó không mang lại lợi ích gì, nhưng nó mang lại nguy cơ cao cho bệnh nhân. Và do đó bắt đầu từ năm 2018 nha, là gửi các cơ sở đăng ký sản xuất thuốc là không có nhập khẩu, không có nhận đăng ký những thuốc mà có chứa para phân tích biến đổi nữa ha, từ năm 2018. Cho nên đúng cái thời điểm mà chị Hòa Thuận chỉ nói là chị không còn thấy cái chế phẩm này trên thị trường nữa là như vậy đó nha. Đây tạm ngưng nè, từ năm 2018 là không có nữa. Cho nên là những cái nào mà đã được cấp phép và đăng ký, cấp số đăng ký rồi thì nó lưu hành nốt thôi, hết thôi, không có đăng ký mới nữa ha. Cái này cũng chẳng đến mức mà phải thu hồi. Cho nên là nếu như trong một cái giai đoạn các chị giai đoạn chuyển tiếp á, các anh chị vẫn thấy cái thuốc này trên thị trường là như vậy. Ví dụ như là một số người nói cô là ủa cô ơi, cô nói là cái para trong cái dạng chế phẩm phối hợp á không có được lớn hơn 500 mà sao em vẫn thấy vậy? Thì cái đó là những cái mà đã được cấp phép rồi thì thôi, trong vòng 5 năm thì nó phải lưu hành hết rồi thôi, người ta không cấp số đăng ký mới cho những chế phẩm mới nữa, và trong tương lai các chị sẽ không thấy nữa. Chứ thuốc đó không phải là không đến mức mà phải thu hồi, đến mức mà các chị không hề thấy một cách đột ngột đó. Rồi tiếp theo mình chuyển sang codeine, tramadol nha. Đây là những cái thuốc cũng rất chi là phổ biến trên lâm sàng mà mình sử dụng, trên thực hành lâm sàng nha. Rồi khi học về codeine, các chị nhớ dùng cô cái phản ứng có hại nổi bật mà codeine có thể gây ra đó là gì, và đối tượng chúng ta muốn hướng đến là ai? Ai có thể trả lời được? Đó là phản ứng có hại là tác dụng phụ ức chế hô hấp, và thường là ở trẻ em dưới 12 tuổi. Đúng rồi, khi chúng ta nói đến một cái thuốc nào đó, chúng ta học một cách tổng quát có nghĩa là gì, cái thuốc đó phản ứng có hại nổi bật là gì, và đối tượng người ta đang muốn nhắm đến, người ta bảo vệ là ai, nắm được chưa? Chỉ cần như vậy thôi là các chị sẽ học được hết này, không mất nhiều thời gian. Ai mà học chỉ cần một đêm là học xong và sẽ đủ thi thôi, nói vậy thôi, đừng chủ quan nha. Rồi về codeine ha, chúng ta như bạn Kim Cương bạn vừa nói rồi nha, thì chúng ta nên có những cái cảnh báo và hành trọng cho những đối tượng như thế này. Thứ nhất đó là trẻ dưới 18 tuổi vừa thực hiện phẫu thuật cắt amidan hoặc là thủ thuật nạo VA. Nạo VA có nghĩa là xùi vòm họng, có những cái hạt nhỏ li ti ở trong vòm họng đó mấy anh chị, thì chúng ta không được xài. Rồi thứ hai đó là chúng ta đặc biệt là thận trọng sử dụng trên những trẻ dưới 12 tuổi. Thì dưới 12 tuổi á, thì người ta nói rằng là ảnh hưởng trên những cái đối tượng này do gì? Do là thuốc này á, là trẻ dưới 12 tuổi á, thì cái gì học dược động học ở trẻ em rồi đúng không nè, cái gì học cái bài đó cô cũng hướng dẫn luôn á, thì cái dược động học ở trẻ mà càng nhỏ thì nó không ổn định, mà khi mà nó không ổn định cái việc hấp thu phân bố chuyển hóa thải trừ chúng ta không dự đoán được chắc chắn, mà không dự đoán được chắc chắn thì chúng ta không biết hiệu quả thuốc này nó làm sao, không biết được thuốc này nó có chuyển hóa và gây ra những phản ứng có hại gì. Do đó ở trẻ dưới 12 tuổi để an toàn thì người ta thận trọng khi sử dụng, gần như không sử dụng nha. Và trẻ trên 12 tuổi thì đương nhiên là dưới 18 tuổi, từ 12 đến 18 tuổi, trên 18 tuổi là sao, ok rồi, ngon lành. Là dưới 12 tuổi chúng ta đã nói là thận trọng sử dụng rồi đúng không, gần như không sử dụng. Vậy thì từ 12 đến 18 tuổi chúng ta được sử dụng không? Được, tuy nhiên được sử dụng là để giảm đau, các cơn đau ở mức độ trung bình trở lên. Khi các thuốc giảm đau khác như là para và ibu tỏ ra không có hiệu quả thì lúc này chúng ta mới sử dụng cái codeine này vô nha. Rồi như vậy thì cái về codeine nó là những cái điểm nhấn mà cô vừa mới nói rồi ha. Rồi
đây ha, đồng thời cái cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu người ta cũng khuyến cáo luôn nha, đó là chống chỉ định sử dụng cho trẻ dưới 12 tuổi. Bên cục quản lý dược mình nói thận trọng thôi, nhưng mà bên cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu nó nghiêm ngặt hơn, chống chỉ định luôn, rồi không sử dụng cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi đang có vấn đề về hô hấp. Đang có vấn đề về hô hấp tại vì phản ứng có hại này là nổi bật trên hệ hô hấp mà. Còn Việt Nam mình chỉ khuyến cáo là từ 12 đến 18 tuổi chỉ giảm đau ở mức độ trung bình khi các phương pháp giảm đau khác không hiệu quả thôi. Rồi các chế phẩm coenzyme dạng lỏng cần được chứa trong lọ chống trẻ em, thì cái này mình cũng biết rồi ha. Lọ chống trẻ em thì thôi quá quen đối với các chị mà đi làm như các chị đi liên thông này rồi ha. Rồi thì hồi nãy mình có giải thích đó, là ở trẻ dưới 12 tuổi mình không xài, đó là do cái dược động học nó bị thay đổi và khó đoán. Thứ hai là trẻ từ 12 đến 18 tuổi có vấn đề về hô hấp thì chúng ta sẽ không xài, tại vì thuốc này á, là phản ứng có hại trên đường hô hấp mà. Còn những cái vấn đề mà ho, cảm lạnh thông thường á, thì thuốc cũng thì cái bệnh nó cũng hay tự giới hạn và tự khỏi thôi, cho nên là chúng ta sẽ không 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 cần phải xài codeine trong những trường hợp đó. Thứ ba nữa là chúng ta không nên sử dụng codeine cho bệnh nhân thuộc nhóm chuyển hóa nhanh codeine thành morphine ở bất cứ độ tuổi nào, chứ không phải là ở mỗi trẻ em nha. Như vậy thì cái này liên quan đến phản ứng có hại loại G mà chúng ta nói là đầu giờ là genetic á, thì nó liên quan đến kiểu gen, và kiểu gen là gen thuộc nhóm chuyển hóa nhanh codeine thành morphine, và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ qua slide tiếp theo. Ai có thể giải thích được cho cô con đường chuyển hóa của codeine trong cơ thể là gì không? Ai có thể giải thích được không? Bạn nào đang giơ tay đó ha. Có một bạn duy nhất đang giơ tay, xin mời bạn. Em cô codein nó chuyển hóa ở trong gan qua CYP 3A4 để chuyển hóa thành glucuronidation, và sau đó chuyển hóa thành codein 6 glucuronic. Nhưng mà khi mà ở người mà có gen chuyển hóa nhanh thì cái sự chuyển hóa của cái gốc CH3 aldehyde CH3O của cái codein nó sẽ chuyển hóa qua CYP 2D6 để chuyển hóa thành morphine, thì nó sẽ gây ra tác dụng độc hại. Thì qua chuyển hóa thì nó sẽ chuyển hóa thành morphine 6 glucuronic, thì cái này nó có tác dụng phụ độc hại. Và khi ở bất kỳ độ tuổi nào, và khi đối với phụ nữ mà đang cho con bú, thì codein nó chuyển hóa qua sữa vào trẻ em thì gây hại, mà khi đó em bé thì cơ quan nó chưa được hoàn thiện đầy đủ thì cái sự hấp thu và chuyển hóa nó sẽ ảnh hưởng đến em bé ạ. Rồi đúng rồi chị ha. Thì bây giờ mình xin được nói lại cái vấn đề này đối với người nào mà anh chị nào mà hồi nãy mình nghe chị Nguyệt nói chưa có rõ á, thì mình biết rằng là khi mà cái codein với cái morphine nó khác nhau có một chút xíu thôi. Đó là cái gốc morphine đó, nó gốc tại vị trí này là gốc hydroxy, còn cái gốc này là gốc methyl, nhưng mà nó chỉ cần cắt cái methyl này ra nó sẽ trở thành morphine, và tác dụng giảm đau của codeine là và khi là đó là khi nó vào trong cơ thể nó chuyển hóa thành morphine. Thì đa phần nha, trong cơ thể mình thì hầu hết codeine nó sẽ chuyển qua CYP 3A4 và trở thành cái chất không hoạt tính và liên hợp với glucuronic và chuyển ra ngoài. Tuy nhiên một phần nhỏ nó chuyển hóa thành enzyme CYP 2D6 và chuyển hóa thành morphine để cho ra tác dụng giảm đau. Tuy nhiên ở cái người mà mang gen chuyển hóa nhanh, các chị để ý cái mũi tên màu đỏ đậm ở đây, thì nó là những người mang gen là ultra rapid metabolizer, những cái nhóm dân số chuyển hóa nhanh. Thì họ làm gì đây? Là cái nhóm mà chuyển hóa ào ạt codein thành morphine, chuyển hóa rất nhanh luôn, và khi mà cái làm cái hàm lượng morphine ở trong cơ thể tăng cao vượt bậc như vậy thì nó sẽ gây ra những cái phản ứng có hại của morphine như đau ngộ độc. Nắm được không? Do đó chống chỉ định cho bệnh nhân nào mà mang cái gen ultra rapid metabolizer, có nghĩa là enzyme chuyển hóa nhanh codein thành morphine, nắm được chưa? Và phản ứng có hại này liên quan đến kiểu gen R, kiểu G á, G ha, là chuyển hóa nhanh codein thành morphine, được chưa ha? Rồi, cho nên nhóm dân số chuyển hóa nhanh là ultra rapid hay là ultra fast metabolizer thì chúng ta sẽ không có xài cái codein cho bệnh nhân nha. Rồi,
những cái thông tin khác của cô Điên thì chúng ta xem thêm ha, y chang như những cái khuyến cáo từ nãy giờ, bản tin HSA nữa ha, một cái cơ quan quản lý dược phẩm khác thì người ta cũng khuyến cáo là gì, không khuyến cáo sử dụng để giảm đau hậu phẫu cho trẻ dưới 18 tuổi, thực hiện các amidan não VA y chang như nãy mình học, để sử dụng ho khan và nâng cấp mức độ đau trung bình trẻ hơn 12 tuổi, các thuốc giảm đau khác không hiệu quả, thì này mình cũng nói rồi vân vân vân. Thì cái này mình nhắc lại là để làm gì, để cái cơ quan khác nó cũng như thế này và chúng ta có sự đồng thuận ha. Khi mà đồng thuận như vậy chúng ta học rất là dễ ha. Rồi về cái sự phối hợp giữa Codeine và Tramadol, không biết các anh chị có thấy cái chế phẩm này bên ngoài thị trường hay không, cái sự phối hợp giữa Codeine và Tramadol có thấy không các anh chị? Dạ có cô. Có cái này kiểm soát cân nặng nhẹ, nó ở dạng ultrasound. Dạ, ultrasound. Chung là cái nào mà cứ liên quan tới cái gì mà là phải kiểm soát đặc biệt nhờ? Cũng liên quan ODI thôi. Đó, thì chung là hai cái thuốc này đều thiện nghiệp cùng nhóm Bumbiquit hết đúng không nè? Gây nghiện, ha, tất cả những cái này thì phải có dạng là kiểm soát đặc biệt ở nhà thuốc hết. Nói chung là ai mà làm nhà thuốc rành lắm luôn. Vậy thì cái việc mà hai thuốc cùng cùng có khả năng gây nghiện như vậy và ảnh hưởng lên hệ hô hấp như vậy thì chúng ta đương nhiên rằng tất cả các khuyến cáo đều phải giống Codeine hết đúng không nè, và thậm chí phải chặt chẽ hơn, đó là gì, chống chỉ định Codeine và Tramadol, đặc biệt là Codeine trong điều trị ho và Tramadol trong điều trị đau ở trẻ dưới 12 tuổi. Cái câu này có nghĩa là gì biết không, có nghĩa là Codeine và Tramadol cùng trong một chế phẩm như là ultrasound chị vừa mới nói á, nhưng ở cái Codeine dùng trong cái chế phẩm đó, thứ nhất Codeine dùng trong mục đích trị ho, cái nghĩa là bệnh nhân bị cảm ho chẳng hạn, thì khi mà cái Codeine trong cái chế phẩm đó xài với mục đích ho và Tramadol dùng với mục đích giảm đau thì bị chống chỉ định cho trẻ dưới 12 tuổi. Cái Codeine á, các anh chị cũng biết á, thì cái liều giảm đau thì nó khác so với liều điều trị ho. Có biết có ai cho cô biết cái liều điều trị ho là bao nhiêu và liều giảm đau là bao nhiêu không? Điều trị ho là 10mg đó cô. Mấy ngày một lần? Mấy lần một ngày? Như ngày hai lần đó. 10mg hai lần một ngày. Trị ho hiện tại hiện tại như cái chế phẩm mà thông thường là chỉ có 3,9mg để mà điều trị ho và liều tối đa là 15, nhưng mà cái đó là phải kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Rồi còn giảm cái đau, giảm đau thì từ 10, giảm đau thì liều nhẹ nhất là 10 phối hợp á, 10mg, còn cao nhất là 30mg. Ngày mấy lần? Dạ ngày được 2 lần ạ. Nói chung là liều mà chị ho là nó thấp lắm, từ khoảng 5 đến 10mg tổng liều á nha, là 5 đến 10mg một lần thôi. Ha. Là 5 đến 10mg là tổng liều á, là 50 10mg một ngày. Còn liều một ngày á, còn mà liều mà điều trị đau thông thường là khoảng 30mg tổng liều, là khoảng 30mg một ngày. Ha. Vậy thì các anh chị sẽ coi trong cái chế phẩm phối hợp đó cái liều nó là bao nhiêu để mình biết rằng cái liều này được dùng với mục đích là ho hay là liều này dùng với mục đích là đau ha. Thì nhưng mà đương nhiên nằm trong từng hướng dẫn sử dụng thuốc là người ta nói kỹ hết rồi ha, đặt vô mình sẽ thấy rồi. Thì chống chỉ định Tramadol ở trẻ dưới 18 tuổi điều trị đau sau phẫu thuật amidan sau phẫu thuật vân vân, thì nói chung tất cả những cái thông tin mà hồi nãy cho mình học ở Codeine thì bóc qua cái Tramadol hoặc là Codeine phối hợp Tramadol nó đều giống nhau hết nhé, tại vì nó cùng là một cái nhóm opioid mà đúng không nè. Rồi nói chung là những cái thông tin này thì mình nắm được rồi ha, mình không có nhắc lại nữa, còn ai mà cần chi tiết hơn thì chúng ta sẽ đọc ở trên lên là xong rồi. Về Domperidone, thuốc gì vậy? Chống nôn. Chống nôn, đây là một cái thuốc chống nôn ha. Nó làm gì? Nó làm kích thích nhu động của ống tiêu hóa, nói chung là nó sẽ làm đẩy cái thức ăn từ trên dạ dày xuống ruột nhanh hơn đúng không nè. Và cái Domperidone này là cái phản ứng có hại nổi bật của nó là gì và đối tượng nào cần lưu ý nè? Dạ cô, là đối tượng bệnh nhân là người lớn tuổi. Cái tác dụng phụ là trên tim mạch như loạn nhịp thấp, đột tử do tim mạch, liều hàng ngày là lớn hơn 30mg. Thôi
Phản ứng có hại của domperidone đó là trên tim mạch. Trên tim mạch, nhớ chưa nè, trên tim mạch. Cái thứ hai là đối tượng mà mình thường hướng đến đó là người lớn tuổi. Người lớn tuổi, nắm được chưa nè? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ xoay quanh hai cái vấn đề đó để chúng ta phân tích về domperidone. Rồi, thứ nhất là khi chúng ta dùng liều hàng ngày lớn hơn 30mg và bệnh nhân này là lớn tuổi, có nghĩa là một trong hai cái này thôi, như vậy là tăng nguy cơ loạn nhịp thất và gây ra phản ứng có hại trên tim mạch. Thứ hai, bệnh nhân mà dùng đồng thời với thuốc ức chế CYP3, 4 thì không được dùng chung. Tại sao vậy? Ai có thể giải thích? Tại sao dùng domperidone với thuốc ức chế CYP3, 4 thì không được dùng chung vậy? Nó là một cái chất ức chế thì nó sẽ làm tăng cái liều, nó làm gây xoắn đỉnh, kéo dài khoảng nguy cơ. Và nó, nếu mà dùng thuốc ức chế CYP3, 4 thì nó ảnh hưởng gì đến domperidone? Đó, cô ức chế cái enzyme CYP3A4 là ức chế chuyển hóa cái domperidone, nó gây tích lũy domperidone. Chính xác luôn. Ừ. Trong là gây tích lũy, kéo dài cái nồng độ nó kéo nó cao ở trong máu và nó dẫn đến là tim mạch có hại, đúng không nào? Như vậy thì các anh chị nhớ giùm cô là những thuốc ức chế CYP3A4 nè. Là gồm có macrolid, thứ hai là kháng nấm azole. Nhớ chưa? Macrolide là một, kháng nấm azole là hai, và cái amiodarone là ba. Được chưa? Vì thuốc này có ảnh hưởng lớn trên tim mạch, do đó những bệnh nhân nào mà có khoảng QT kéo dài, dẫn truyền xung động tim mạch kéo dài thì lúc này chúng ta không có xài. Rồi, thứ hai là thuốc này là ảnh hưởng đến tim mạch mà, do đó bệnh nhân mà có rối loạn điện giải như là kali, magie thay đổi thì cái này nó ảnh hưởng lên nhịp tim mà, vậy thì không có được xài. Hay là bệnh nhân mà có bệnh nền là bệnh lý tim mạch như suy tim xung huyết, chúng ta phải thận trọng, và tại vì bệnh nhân này là đã có bệnh nền trên tim mạch rồi mà thuốc này là phản ứng có hại trên tim mạch, đúng không nè? Cho nên chúng ta cần phải lưu ý. Rồi, thì đối với lại domperidone á, thì người ta vẫn khuyến khích là điều trị các triệu chứng nôn và buồn nôn, bởi vì lợi ích thì nó lớn hơn là nguy cơ. Tuy nhiên, thuốc này không được dùng để điều trị các trường hợp ở đầy hơi và ở nóng. Tại vì đầy hơi và ở nóng đâu phải do cái cơ chế domperidone có thể làm được. Đầy hơi ở nóng là tăng cái lượng khí ở trong dạ dày mà. Thì chúng ta sẽ dùng những cái thuốc phá bọt khác, đúng không? Chứ đâu phải domperidone, xài đâu có hiệu quả gì đâu. Ha. Rồi, tiếp tục là về liều dùng thì các chị phải học liều dùng cô ha, học liều nhớ nha. Nói chung là người lớn thì mình hay xài 10mg 3 lần một ngày. Lưu ý về thời gian sử dụng thì chúng ta không nên xài quá một tuần, tại vì thuốc này điều trị triệu chứng thôi, do đó thuốc này không nên xài quá một tuần. Rồi, các chị cho cô biết là hiện nay có cái cập nhật mới nhất nào mà đọc về domperidone mà các chị biết. Không biết đâu. Cái domperidone không biết các chị làm nhà thuốc có biết được những cái cập nhật nào mới nhất của domperidone không? Ừ? Biết thiệt đó hả? Phải biết thông tin mới nhất của domperidone không? À, cô đang hỏi gì em? Hả? Chị hết dầu à? Chị không nói em lấy dầu chị. Em lấy chị đi. Hôm nọ nó có mấy thùng dầu ấy, anh đuổi không phải là... Thì gì á? Thì đấy, nhưng mà nó trào cao quá chị không dám mua. Ví dụ chẳng như là dầu vật linh bình thường chị bán có 7.000, bây giờ nó trào chị là giá nhập đã là 7-8.000 rồi, chị mua làm gì? Rồi đau khổ quá. Anh nhập chị cái đường. Đang học một corridor mà nhập vật linh, vật lý đi trời. Đây, có ai có biết là domperidone cái thông tin mới nhất hiện nay các chị bán bên ngoài, các chị không cập nhật thông tin dễ vậy? Em thưa cô, em chỉ biết được là domperidone trước kia nó là không kê đơn, bây giờ là nó chuyển sang thành là dạng kê đơn thưa cô ạ. Rồi, còn gì nữa không? Về sử dụng cái đối tượng nào? Trẻ em? Trẻ em thì... Em có được xài này không? Thưa cô, trẻ em vẫn không, được xài nhưng mà liều độ nhỏ thưa cô. Có, trẻ em có dùng ạ? Có được ạ. Nhưng mà cái đường uống của em bé đó là, của trẻ em thì là
tính trên cân lặng là 0,25 mg trên 1 kg trong một ngày thưa cô. Ok, thực ra là những cái này là cô đang cập nhật từ những cái khuyến cáo cũ, là liều đường uống của trẻ là 0,25 mg một ký cân nặng 3 lần một ngày, và thường là nó dùng dạng siro. Đấy, anh chị biết được cái chai nhà cô vẫn còn là mấy chai kìa, và dễ bé nó cũng hay nôn. Vấn đề là cô ơi, cô cho em hỏi một câu ạ. Em chỉ đang thắc mắc là em đọc cái này của cô thì cái phần domperidone thì thường trước đây là mình rất là bác sĩ hay thường rất là hay cắt liều cho cái phần gọi là trào ngược thực quản, nhưng ở trong này thì em đọc thì hôm nọ em có nghe bài giảng của cô nói thì cái phần domperidone hiện nay bây giờ là không sử dụng cho cái vấn đề đó nữa, thì bây giờ cô cho em hỏi là cái đấy nó là vì một cái gì, cái tác dụng gì của domperidone mà bây giờ nó sẽ không dùng cho cái phần trào ngược thực quản nữa ạ? Ôi trong đây cô đâu nói là không được để được người thực quản ta, chỗ nào ta? Cô chỉ nói là không cho ở hơi thôi chị. Ở trên đầy hơi ở nóng đấy ạ. Đầy hơi ở nóng hồi nãy cô có nói rồi á. Thì cái cơ chế của cái thuốc này á là nó sẽ mở cái cơ thắt cái đây này, cô chỉ cho cái chỗ mà cái cơ chế của này này, nó sẽ làm mở cái biên độ rộng của cơ thắt môn vị sau bữa ăn, và nó sẽ kích thích nhu động ống tiêu hóa. Các anh chị hiểu cái chỗ này không? Có nghĩa là cái này chống nôn theo kiểu là nó sẽ đẩy cái thức ăn từ trong dạ dày, nó đẩy xuống cái ruột để cho nó làm trống cái dạ dày và thức ăn nó không trào lên. Vấn đề là bây giờ đầy hơi và ở nóng, nguyên nhân có phải là do cái khối thức ăn không? Nó là một cái dạng khí, nắm được không? Nó đầy hơi là cái dạng khí, khí ở trong cái dạ dày của mình nó nhiều lên, chúng ta đâu có thể dùng cái này đẩy khí được xuống. Do đó chúng ta muốn điều trị cái ở hơi đầy nóng đó thì chúng ta dùng cái thuốc phá bọt. Ví dụ như cái thuốc phá bọt gì các anh chị biết đó? Dạ, Simeticone. Ừ, chứ cô không nói cái này không được dùng trong cái trong ngoài dạy thực quản nha. Yeah. Rồi một cái vấn đề cần phải nhắc nữa đó là nếu như anh chị mà có cập nhật thông tin á thì một số cái khuyến cáo hướng dẫn bây giờ người ta nói là domperidone không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi. Các anh chị xem Google search dùng cô nhé, cái domperidone có những cái thông tin mới nhất thì nó sẽ khuyến cáo rằng là không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi do nó có những cái nguy cơ phản ứng có hại trên trẻ. Thì các anh chị nói rằng là ủa sao em thấy từ hướng dẫn sử dụng thuốc nó vẫn ghi được mà, không vấn đề gì đâu. Để các anh chị hiểu rằng là cái chuyện mà domperidone nó khuyến cáo là không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi đó là khuyến cáo của các nhà quản lý dược phẩm khác ở khác như Nhật Bản, nó khuyến cáo như vậy. Thì nó muốn trở thành một cái thể chế văn bản thì coi lại trong cục quản lý dược có khuyến cáo chưa. Cái thứ hai, khi mà cục quản lý dược khuyến cáo xong rồi thì nó sẽ chuyển đến cái giai đoạn rằng là về tất cả những thuốc đăng ký về sau mà có chứa domperidone thì không được dùng cho trẻ dưới 12 tuổi, còn những cái nào mà đã khuyến cáo rồi, đã từ trước rồi, đã có số đăng ký rồi thì lúc này cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc nó đâu có cập nhật đâu, nó bán cho mình rồi, nó đưa ra thị trường rồi, sao mà nó thu hồi, nó cập nhật cái đó. Cho nên các chị thấy rằng là trên tờ hướng dẫn sử dụng thuốc một cái domperidone nó vẫn khuyến cáo là cho trẻ dưới 12 tuổi á, nhưng mà mình cập nhật những cái khuyến cáo mới thì mình sẽ cân nhắc coi thử là trẻ dưới 12 tuổi như vậy thì có cân nhắc có nên xài hay không, và nên không nên xài cho những đối tượng có nguy cơ cao như thế nào ha. Thì ở đây mình có nói rồi ha, nói được chưa? Nên đây đó là cái mà mới nhất mà mình cần biết nha, đó là một số cái khuyến cáo người ta nói rằng domperidone không nên dùng cho trẻ dưới 12 tuổi. Rồi, và chi tiết thế này các anh chị mời các anh chị lên cái trang cục quản lý dược hoặc là cái trang của cảnh giác dược.org.vn. Được chưa? Ok, chắc cô tắt mic nha, tắt mic. Ok nha. Rồi, nói chung là những cái thông tin gì mới về thuốc này á, thì các anh chị phải có những nguồn các anh chị lên, đó là cảnh giác dược.org.vn nha. Thì cái này nó có nói rất là rõ ha. Rồi, tiếp theo về metoclopramide thì nó là một cái thuốc chống nôn. Tuy nhiên cái thuốc này mình hay biết là sử dụng trên người lớn, phải không nè, trên người lớn. Và cái thuốc này nó sẽ có cái nguy cơ là gì? Thuốc này có nguy cơ là gì? Ai có thể nói được? Metoclopramide khi dùng cho bệnh nhân mình sợ nhất là cái gì có thể xảy ra cho bệnh nhân? Nguy cơ cơn thẳng cô trong rối loạn ngoại tháp ạ.
Đúng rồi, chính xác nha. Rối loạn ngoại tháp, mất phối hợp, mất điều hòa vận động, ví dụ như co cứng đầu cổ, rối loạn vận động muộn, thì nó sẽ mất cái cân bằng phối hợp với động tác đi. Thì cái đó là cái lo sợ nhất khi mà mình sử dụng cái metoclopramide trên bệnh nhân. Vậy thì làm như thế nào để ngăn ngừa những phản ứng này xảy ra trên bệnh nhân? Thì chúng ta phải biết là những đối tượng nào cần không được dùng thì chúng ta sẽ suy ra được thôi. Như vậy thì cái thuốc này nè, chúng ta không nên sử dụng dài ngày, tại vì cái thuốc này nó chỉ dùng điều trị triệu chứng mà thôi. Cho nên là nếu như domperidone xài không quá 7 ngày thì cái metoclopramide thì không dùng quá 5 ngày. Và thuốc này chống chỉ định cho trẻ em dưới 1 tuổi, và trên 1 tuổi thì chỉ được sử dụng khi tất cả các biện pháp khác không hiệu quả thì chúng ta mới xài nha. Tại vì nó không có an toàn lắm, cho nên chúng ta nên lựa chọn những cái thuốc khác. Rồi, đối với lại metoclopramide thì nói chung thì chúng ta sẽ không có dùng trong cái trường hợp hỗ trợ làm rỗng nhanh dạ dày trong cái quy trình chụp x-quang hoặc là phẫu thuật ruột, vì nó gây nôn mà ha, nên là chúng ta không có sử dụng cái đó. Và cái hai, xin lỗi, nó chống nôn ha. Anh chị ơi, mình nhớ tắt mic nha, khi mà mình không có phát biểu á, chứ không nó ảnh hưởng tới người khác nhiều nha. Rồi, tiếp theo là ciproterone ethinine estradiol. Cái này là thuốc nào? Các anh chị biết? Cô là thuốc nội tiết tố, thuốc tránh thai hàng ngày. Đúng rồi, đây là thuốc tránh thai hàng ngày. Nếu mà lớp lâm sàng thì học rất nhiều về cái này. Sắp tới các anh chị sẽ học nguyên một cái phần về thuốc tránh thai, cho nên là tới lúc đó thì các thầy cô trong bộ môn sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho các anh chị về cái học phần đó ha. Thì trong cái khuôn khổ của bài này á, thì cô chỉ nói đến một vấn đề đó thôi, đó là cái ciproterone và ethinine estradiol, ngoài cái mục đích mà mình nói là tránh thai hàng ngày thì nó được dùng để điều trị mụn. Tuy nhiên nó là điều trị mụn vừa đến nặng do nhạy cảm với arogen hoặc là rậm lông ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Và cái này nè, cái này mình sử dụng cho nữ giới nha, nó điều tiết nội tiết tố của nữ giới. Còn hỏi chứ thuốc tránh thai có được sử dụng cho nam giới không? Có, nhưng mà nó là những cái loại khác, người ta sẽ sản xuất để điều trị một số cái bệnh lý khác trên nam giới, nhớ nha. Chứ không có là mình nói là ủa cho cái này được sử dụng cho ai vậy, nam giới hay nữ giới vậy? Cái này là của nữ giới đối với cái hoạt chất là ciproterone cộng ethinine estradiol. Còn ví dụ như là hormone tiết nội tiết tố có được sử dụng cho nam hay không thì có được xài, nhưng mà với những cái hoạt chất khác và điều trị bệnh lý khác, những cái bệnh lý đặc biệt ở trên nam giới, sau này các chị học các chị sẽ biết ha. Rồi, và cái nếu mà được sử dụng trị mụn cho nữ giới á, thì nhớ là để điều trị mụn vừa đến nặng thôi, do nhạy cảm với androgen. Androgen ví dụ học môn sinh dục nam á, như là testosterone này kia ha. Vậy thì khi các biện pháp điều trị khác không hiệu quả thì chúng ta mới nghĩ đến ciproterone, chứ còn không thì thôi quên nó đi nha. Này nó cũng gọi là thay đổi của một nội tiết tố của một người, không phải chuyện đơn giản, nó thay đổi rất là nhiều thứ ha. Rồi, đương nhiên là thuốc này là thuốc tránh thai rồi, cho nên chúng ta không dự kết hợp với những thuốc tránh thai học môn khác. Và đương nhiên rằng nó là thuốc tránh thai thì nó sẽ để lại những cái phản ứng có hại của thuốc tránh thai, và một trong những cái phản ứng có hại đó là nguy cơ về huyết khối. Vậy đó, chúng ta phải cảnh báo với bệnh nhân về cái nguy cơ huyết khối nhé. Còn ciproterone, đó là một cái hoạt chất mà nó gọi là cái progesting á, một cái dẫn chất của progesterone á, thì có được xài riêng một mình không? Có, nó có thể được xài riêng một mình trong trường hợp là ví dụ như là điều trị phì đại tiền liệt tuyến lành tính ở nam giới hoặc là rậm lông ở phụ nữ. Nhưng mà khi mà dùng ciproterone á, thì có một cái đó là nó có cái khả năng có thể là gây ra u màng não. Do đó mà muốn xài thuốc này rồi, chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ, và chúng ta phải theo dõi bằng cách là chúng ta phải chụp
cộng hưởng từ array não đó ha. Nói chung là rất rất là phức tạp nha đối với cái si proton, cho nên những cái thứ đặc biệt này chúng ta chỉ biết qua thôi, cái khả năng mà xài thì cũng có xài á, tuy nhiên trên một số bệnh nhân đặc biệt thì người ta mới nghĩ đến chuyện xài những thuốc như thế này, chứ còn không thôi hãy lựa chọn những thuốc khác an toàn hơn, hiệu quả hơn. Rồi tiếp theo là mình sẽ học về cái chế phẩm được sắc đường tĩnh mạch. Đối với cái chế phẩm sắc đường tĩnh mạch á thì có lẽ là mình ít được biết hơn là đối với đường uống, tại vì đường uống thì thôi uống hàng ngày, uống điều trị thiếu máu, bổ sung thực phẩm chức năng vân vân, mà đối với sắc đường tĩnh mạch thì đó là một cái kiểu rất đặc biệt. Và cái phản ứng có hại nổi bật nhất của sắc đường tĩnh mạch là gì, ai có thể nói được không? Cô, phản ứng của sắt khi tiêm tĩnh mạch là gây dị ứng chưa cô? Đúng rồi, nó sẽ làm những cái gọi là gây ra dị ứng ha, nó gây ra dị ứng và trong đó nó có thể gây ra sốc phản vệ, và do đó là chúng ta sẽ phải làm gì khi mà chúng ta xài sắt đường tĩnh mạch ha? Vấn đề là gì? Thứ nhất, sắt này phải được sử dụng ở bệnh viện, chắc chắn là phải sử dụng ở bệnh viện. Thứ hai, và nhân viên mà sử dụng sắt đường tĩnh mạch này thì phải được đào tạo và phải được đánh giá để coi thử là bệnh nhân này có biết cách xử trí khi mà bệnh nhân xảy ra cái phản có hại ví dụ như sốc phản vệ trên sắt hay không. Thứ ba là khi sử dụng sắt đường tĩnh mạch cho bệnh nhân thì phải theo dõi sau khi tiêm trong vòng 30 phút giống như là chích vaccine vậy đó ha, để chúng ta xem xét coi thử có phản ứng gì không mà kịp thời xử lý. Và tiếp theo là việc test một cái liều nhỏ thì để coi thử bệnh nhân có phản ứng gì với sắt hay không thì nó không phải là một cách có đủ độ tin cậy, do đó chúng ta không cần phải test một lượng nhỏ sắt trước khi mà chúng ta tiêm sắt lên bệnh nhân ha, nó không đủ độ tin cậy đâu, nên cứ thôi cứ tiêm đi. Rồi phụ nữ có thai thì được sử dụng sắt đường tĩnh mạch hay không? Được sử dụng nhé, nhưng trong trường hợp thực sự cần thiết, và thường là người ta sẽ dùng 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ cho hiệu quả thì vượt trội ra nguy cơ. Ví dụ như bệnh nhân bây giờ đang bị thiếu sắt, một lượng sắt lớn đi, mà bệnh nhân này là không thể nào mà dùng được uống được, ví dụ đang bị xuất huyết tiêu hóa đi, rồi sao mà phải xài son đường sắt thôi, bắt buộc phải xài thôi ha. Rồi tiếp tục là mình, cái này thì những cái câu khẩu hiệu hướng dẫn chung chung thôi, các chị coi qua là được rồi, không cần học cái đó đâu. Và thuốc cuối cùng là thuốc ức chế SGLT2, đây là thuốc điều trị bệnh gì đây các chị ha? Mới thi xong lớp mình là cao nhất là mấy điểm, bữa cô quên nhìn thấy cao lắm, 8.7 á cô, là chị Diễm á cô. À chị Diễm, Diễm đâu rồi? Cô học ở đây không? Chị Diễm ơi. Dạ có. Dạ có cô. À hôm bữa thầy Viên có kể. Thầy Viên hỏi chị Diễm bao nhiêu câu? Chị Diễm nói chị Diễm được 27 câu à? Không. Dạ thấy rồi. 26 câu cô ơi. 26 câu hả? Dạ. Thế là không nói gì nữa. Là đỉnh chóp rồi đó, là cao nhất lớp rồi đó. Rồi, mục tiêu của bài là gì? Ủa. Sao là ai đang học của thầy Khôi nữa vậy? Sao mình chạy nhiều cao vậy? Rồi hình như cô nhớ là hôm bữa Kim Cương cũng cao điểm lắm không? Kim Cương được bao nhiêu câu em ơi? Dạ em được 26 cô ơi. Cũng tóc tem. Những câu mà làm sai là không biết làm hay sao, hay lỡ chọn sai các chị như Kim Cương nè. Em không nhớ em sai câu nào luôn cô. Đâu vậy hả? Cô ơi, mấy cái câu mà ca lâm sàng á cô, đọc không có đủ thời gian để mà suy gẫm cho nó kỹ, cho nên là nó dễ bị sai mấy câu đó. À, với còn mấy câu lý thuyết thì ok hết đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Giờ cũng phải ra câu này câu kia cho nó đa dạng xíu, nên ít cái câu dài thôi cô, ít cái câu dài
giờ mới khổ cực, mới mới khổ cực cho các anh chị đi làm tình huống lâm sàng rồi đi cộng điểm nè. Dạ. Rồi còn không thì thôi, thì chẳng phải làm vậy thì cho nó mệt, rút kinh nghiệm ra thì dễ thôi, khỏi phải làm gì khác. Cô mốt mà cô có cho tình huống lâm sàng vậy, cô cho thời gian dài dài thêm tí xíu để tụi em đọc, để em suy nghĩ cô. Nói chung là cũng cân nhắc nhiều thứ khi ra đề á chị, nên cũng cũng sẽ rút kinh nghiệm nhiều trong những đợt tiếp theo ha. Rồi tiếp tục ha. Rồi cái thuốc ức chế GLT2 á, đây là một thuốc rất là mới, chúng ta chỉ được sử dụng trên thị trường mà bắt đầu từ năm 2013-2014 thôi nha, cho nên là những cái phản ứng có hại của thuốc này nó gọi là trong những cái thử nghiệm lâm sàng pha 1, pha 2, pha 3 nó chưa thể thấy hết được, và khi nó ra thị trường pha 4 rồi thì những phản ứng có hại nào mới mới á thì nó sẽ báo cáo về và nó sẽ tổng hợp lại, và đây là cái nguồn dữ liệu rất là lớn ha, rất là quan trọng để mình xem xét, thì nó sẽ có những cái thông báo về nguy cơ cắt cục chi đối với những thuốc GLT2, và nó có những cái thêm xét nữa, đó là nguy cơ dẫn đến cái tình trạng là suy thận cấp, suy thận cấp, rồi đương nhiên rằng những cái nguy cơ về nhiễm toan axit máu và nhiễm trùng đường tiểu thì các chị có thể dễ hiểu được. Một cái là nhiễm toan axit máu thì thông thường các chị sẽ thấy rằng là đối với bệnh nhân mà đường huyết quá cao á thì nhiễm toan axit máu nha, nhưng mà đối với bệnh nhân sử dụng ức chế GLT2 đường huyết không cao đâu mà vẫn nhiễm toan axit máu, cho nên chúng ta cần phải lưu ý để xác định rằng là bệnh nhân này đang bị nhiễm toan axit máu là do đường huyết trong máu đang cao không kiểm soát được, hay là do phản ứng có hại của ức chế GLT2, thì chúng ta sẽ có những cái hướng xử lý cho phù hợp. Rồi được chưa, như vậy bài ngày hôm nay là chỉ có vậy thôi. Thế đơn giản không, nhẹ nhàng không? Cô ơi, cô không có hỏi cái ngày tháng đúng không cô? Được, hỏi chi trời. Có phải học văn bản đâu mà hỏi ngày tháng, bao giờ hỏi ngày tháng hết á nha. Môn này trong lịch sử chưa quay rớt nên các chị không quá lo lắng, nhưng mà không được chủ quan thì thôi. Trong là mình nói học thì kiểu nhưng mà có môn này môn kia, có môn yêu cầu cao hơi khó một xíu, có môn đơn giản, nhưng mà không được chủ quan nhé. Rồi mình làm một số tình câu hỏi rồi mình sẽ nghỉ giây lao mình chuyển ca nhé. Rồi chị làm đi, có 30 giây đọc câu này như thi vậy đó. Bữa nay con thi cử môn gì nữa không? Các chị ơi 8 miếng đi. Con thi cử môn gì đúng không chị? Dạ đang chuẩn bị thôi cô, chuẩn bị qua ha, cuối bắt đầu cuối giữa tháng 9 và đến qua tháng 10 là thi 3 môn á cô. Cái môn này nữa là 4. Cái môn gì? Dạ hóa sinh 60. Ừ. Lâm sàng nâng cao 60, kiểm nghiệm 60. Ồ. Dạ. Sao mà 60 không ghê vậy? Dạ đúng rồi, bởi vậy. Cực lắm á cô. Sắp tới đây là 3 môn. Dạ thôi cô. Trời, hồi lâu học offline cực hơn mà. Dạ. Tại mùa dịch cho nên nó hơi rối rắm. Ở nhà cũng rối lắm hả? Dạ. Có nhiều bạn phải vẫn phải bán thuốc không cô? Mấy bạn không có rảnh. Dạ. Nhưng mà cô nghĩ mình sẽ đỡ được cái là đi lại á. Dạ. Cũng đỡ được một cái khoảng thời gian. Cô Dung ơi, nếu mà bây giờ tụi em đổi cái lịch, ví dụ như ngày 19 tháng 9 mà thi 60% hóa sinh lâm sàng á cô. Ừ. Bây giờ mà mấy em xin đổi 30% cảnh giác dược này được không cô? Tại vì 60 mà hóa sinh lâm sàng học tới nhiều bài mà mấy em đụng cái báo cáo của cái dịch tễ học nữa cô. Ừ. Căng quá, còn giờ cô ôm mấy em nhớ, mấy em học bài liền cái nó thoải mái cái thời gian. Thì muốn thi lúc nào? Thì thay thế vô cái ngày 19 tháng 9 ha cô. Ô cái này mày nói được cô Linh nha. Cô Linh cố làm, cố mới làm. Nó bởi vậy em á, không biết xin cô Linh đọc được hay không. Nên bây giờ muốn cái gì á, lớp mình sẽ họp lại, thống nhất cả lớp. Chứ giờ ý kiến của riêng mình thì quyết định hơi khó. Đó, ý là gì nếu vậy thì mấy em xin cô Linh có không cô?
Ừ, nói chung là đàm phán với cô Linh, nhưng mà phải Dạ. xét một cái ngày cho cô Linh. Với Dạ. lại là khổ lắm các chị, khi mà các chị yêu cầu một cái lịch thi á thì khóa sinh đúng không, khóa sinh hay là môn gì, Hóa sinh lâm sàng đúng môn không khóa sinh là môn thi định hướng chuyên ngành. Và khi ạ? gọi là định hướng chuyên ngành muốn thi á là khoa phải làm một cái tờ trình, một cái công văn gì đó, chung là một cái tờ trình để gửi lên trên trường. Trường ok thi ngày 19 rồi, trường ok đi về đem về đã rồi cái thôi sinh viên nói em không thi ngày 19 đâu, chết cô Linh. Có cô Linh ha Ừ. cô. Rồi. Thế thì Nên là mình bây chưa giờ cho. thì cũng không biết được, nên các chị có gì thay đổi quyết định thì các chị hỏi cô Linh. Nếu mà cô nói không được thì lý do đó là mình đã làm tờ trình lên trường xong rồi á thì mình Dạ. đổi được thì cũng 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 phải chấp nhận thôi. Còn nếu Dạ. cô nói có thể thay đổi gì đó thì thôi các chị cứ trao đổi với cô Con mực tím. À dạ. nhé. Ừ, thôi trả lời câu hỏi trắc nghiệm này đi. Cả ba Dạ câu câu này A đúng không? đầu tiên cô ạ, câu A. Câu Câu A, câu A A. đúng. Đọc kỹ nha, cho đọc lại 10 Cả giây ba nữa. câu sai cô ơi. Chính xác rồi cô ơi, câu A là chính xác rồi ạ. À, câu A đúng hay sai nhờ? Cả ba câu đều sai. Sai rồi, câu Cuối A phối hợp 325. không được vượt Sai. quá. Không được vượt quá 325, nhưng mà Phối trong hợp gì? đó. Đúng Phối rồi, phải thêm cái chữ là trong chế phẩm phối hợp nữa. Còn nếu ghi như ngày khơi khơi như vậy là đâu biết nên kết hay là phối hợp đâu, đúng không? Như vậy câu A là sai, như vậy câu B, câu C chắc sai rồi, nãy cô giảng rồi. Rồi. Như cả ba câu trên đều sai. Dạ đúng rồi. Chưa? Ok. Nó ra đề đơn giản đâu. Dễ quá mà. Câu này đi. Ừ, cái này chọn cái nào đây nhờ? Học 2 câu B. Học Ừ. A. Câu D. bệnh nhân sử dụng đồng thời các thuốc vitamin và COVID. Cô đề đúng rồi. D hàng để Học mình tìm. 3 Học Alfa 3. là cảm Rồi rồi, bây giờ cô sửa nha, nguy cơ kéo dài QT, xoắn đỉnh loạn nhịp thất, nghiêm trọng đột tử do tim mạch xảy ra khi dùng domperidone cao ở đối tượng nào sau đây? Một, bệnh nhân dùng liều hàng ngày lớn hơn 30, nãy nói rồi, câu 1 đúng. Câu 2, dùng đồng thời với những thuốc rifampicin, Hồi phenobarbital. hai đúng luôn. Thuốc cảm ứng enzyme gan mà đúng rồi. Rifampicin là đúng Đang cảm rồi. ứng. Cảm ứng thì chuyển hóa nhanh, giảm đồng độ mà sao là đúng. Rifampicin. Rifampicin là cảm ứng Thế mới đúng chứ còn cảm ứng là sai. enzyme Ok mới gan. Ừ, như vậy câu đúng. 2 sai. Câu Ok, 3, đúng bệnh nhân sử dụng đồng thời với protein rồi, inhibitor đúng. macrolide Bất ức chế enzyme gan, đúng không? đúng. Dạ Đúng, đúng, đúng. dạ đúng. Suy nghĩ lại, suy nghĩ lại, suy nghĩ lại. Ở trong cái phần cô hướng dẫn á, nó chỉ là thuốc gì thôi. Macrolide là một, Mà nonamphetamine là không có hai. protea. Không có Không có protein. protea. Mặc dù cái này nó là cảm ứng enzyme gan, nhưng mà có phải tất cả những cái thuốc cảm ứng enzyme gan đều cảm ứng với enzyme chuyển hóa domperidone không? Dạ không. Không. Câu 3 là không phải đúng, một đúng nha, dễ bị Vậy lừa là không. một đúng. Ừ, đó, Đi câu đâu A là mà đúng. dễ Ê, đi lên rồi. Cô cho đề dễ lắm. Đồ, cái này không phải Đề đề dễ thi. lắm. Cái này tự nghĩ ra trong phút bất chợt ngồi với sinh viên nên không phải đề thi nha. Rồi, đây. Nên là nó không phải đề thi nên là mình muốn làm gì mình làm, mình muốn trên trời rớt xuống đất cũng được đúng không? Rồi, cái này hơi sai lỗi chính tả xíu thôi mình bỏ qua nha. Đối tượng nào sau đây không nên dùng domperidone? ABCD có thể chọn nhiều đáp án. Câu Câu A, A, câu câu D. B. B cô. AB đúng không? A, B. Đúng rồi, A và B. Đó, thì bệnh nhân dưới 1 tuổi cô nói rồi, tại vì hồi nãy mình có cập nhật là dưới 12 tuổi thì chúng ta không nên dùng domperidone đó. Còn bệnh nhân đang mắc hội chứng mạch cấp bởi vì thuốc này ảnh hưởng đến tim mạch mà. Nên nó không phải là đáp án, nó không phải là đề thi, cho nên là cô ra ngẫu nhiên đó, nên là có thể có những cái câu nó như vậy nè để cho chị kiểm tra kiến thức thôi. Rồi, câu này cái nào đúng nhỉ? Câu nào anh chị ơi? Câu B. B đúng. Câu C đúng. Câu C đúng hả? Câu Câu B. B. Ok, ai đi test Covid gì đó đi đi nha. Bận rộn gì cứ đi đi. Rồi, khuyến cáo về Covid nào sau đây là đúng? Chống chỉ định cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi đúng hay sai? Hai. Sai. Hai. Chỉ từ Đúng 12 đến 12. 18 tuổi mà có vấn đề về hô Có hấp. Rồi, hấp. không sử dụng cho bệnh nhân thuộc nhóm UM đúng không?
Đúng. Dạ, đúng. Ultrarapid metabolizer chỉ sử dụng cho bệnh nhân trên 18 tuổi, đâu có 12 tháng. Sai. Sai. Sai, câu đấy sai. Rồi câu D cũng không liên quan gì hết đúng không? Cô đâu nói gì liên quan tới keto đâu. Cô không hề nói gì liên quan tới chuyện dùng chung với keto là tăng nguy cơ đến hệ hô hấp nha. Cho nên câu D là một câu sai. Về câu đúng B là đúng. Câu gì thôi? Câu B. Ừ, câu B nhé. Rồi khuyến cáo về sắt đường tĩnh mạch đã đúng nào? Câu B. Câu gì nhờ? Câu B theo dõi ít nhất 30 phút. B, C. B, C đều đúng. B, C đều đúng. Chính xác, B, C đều đúng. Câu C là có thể sử dụng cho phụ nữ có thai không? Có. Có. Là 3 tháng giữa với 3 tháng cuối rồi. B, C. Rồi, cô đâu có nói có gì đặc biệt đâu, cô hỏi có thể hoặc không thể mà. Giờ có thể đúng không? Còn ai yêu cầu đặc biệt khác thì nó sẽ có thêm những điều kiện. Thì câu này BC là đúng nha. Đó không phải đề thi, chỉ là kiểm tra kiến thức thôi. Cho nên đừng có quá thắc mắc là tại sao một câu nó có nhiều đáp án. Rồi, như vậy là cái bài ngày hôm nay là kết thúc rồi đó. Dạ. Thấy đơn giản không? Cô ôm lại cái đơn giản quá nè. Chào các bạn, cô là Dung. Thì hôm nay cô xin được giới thiệu cho các bạn một bài mới trong chương trình thông tin thuốc và giữ cảnh giác. Đó là bài phản ứng có hại. Thì đối với phần này thì cô xin được hướng dẫn các bạn những thông tin một cách chung chung và khái quát. Thì các bạn sẽ tự học và sau đó thì sẽ có một buổi ở trên lớp thì cô sẽ giải thích lại hay là giảng lại những phần mà các bạn chưa hiểu và cô sẽ ra một cái chủ đề về thông tin thuốc phản ứng có hại và các bạn sẽ là người làm bài thuyết trình báo cáo về cái chủ đề đó và bộ môn sẽ tổ chức một buổi để cho các bạn báo cáo. Đồng thời nội dung trong bài này thì sẽ cho các bạn thi giữa kỳ. Thì đây là mục tiêu của bài ha, chúng ta sẽ dựa vào những mục tiêu này để chúng ta học và chúng ta sẽ có cái nội dung để thi giữa kỳ. Thì một số khái niệm về ADR thì phần này các bạn đã được học ở bài phản ứng có hại rồi, do đó là của dự lâm sàng á, do đó là cô sẽ nhắc lại thôi chứ cô cũng không có giải hướng dẫn sâu về phần này nữa ha. Như vậy phản ứng có hại là phản ứng độc hại không được định trước và xuất hiện ở liều thường dùng để điều trị bệnh, để chẩn đoán bệnh hay là để phòng bệnh. Thì chúng ta sẽ phân biệt với một số cái thuật ngữ khác, ví dụ như là biến cố có hại của thuốc. Biến cố có hại của thuốc đó chính là một cái biến cố mà nó xảy ra mà mình không thể nào quy trách nhiệm cho thuốc được, không tìm thấy mối liên hệ nhân quả giữa cái phản ứng đó và thuốc thì người ta gọi chung là biến cố có hại. Còn side effect đó là tác dụng phụ ha. Tác dụng phụ là tác dụng mà không dùng trong cái mục đích điều trị. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt thì tác dụng phụ nó cũng sẽ trở thành tác dụng chính luôn. Và thứ ba đó là medication errors, có nghĩa là sai sót liên quan đến thuốc. Thì đó chính là một cái tình huống mà liên quan đến người sử dụng hay là liên quan đến nhân viên y tế có thể phòng ngừa được mà nhưng mà nó có thể gây ra những cái phản ứng có hại trên bệnh nhân. Tuy nhiên không phải tất cả mọi sai sót thì đều dẫn đến phản ứng có hại hết. Rồi đây chúng ta sẽ phân loại phản ứng có hại theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất đó là phân loại theo mức độ nặng của phản ứng, đó là khả năng cần thay đổi phác đồ điều trị và mức độ ADR cần xử trí. Cô lấy ví dụ, đối với bệnh nhân sử dụng thuốc kháng histamine H1, bệnh nhân cảm thấy đau đầu, xin lỗi, bệnh nhân cảm thấy buồn ngủ. Như vậy thì
chúng ta không cần phải thay đổi phác đồ, chúng ta không cần phải thay thuốc hay giảm liều, và cái ARN này chúng ta không cần xử trí gì hết. Mà ví dụ như là chúng ta thay vì uống vào ban ngày thì chúng ta sẽ uống vào ban đêm trước khi đi ngủ là được rồi. Thứ hai là như vậy thì cái phản ứng có hại là buồn ngủ do thuốc kháng histamin H1 gây ra thì chúng ta xếp vào mức độ nhẹ. Thứ hai đó là chúng ta dùng thuốc NSAID thì nó có thể gây ra tăng huyết áp, gây ra phù, nhưng chúng ta không cần phải thay đổi phác đồ điều trị mà chúng ta chỉ có thể chỉnh liều một chút là được. Thì cái ADR gây ra tăng huyết áp phù của NSAID đó thì người ta xếp là vào mức độ trung bình. Thứ ba đó là mức độ nặng. Mức độ nặng thì nó ví dụ như là thuốc ACE thì gây ra phù mạch, như vậy thì có thể gây ra gây khó thở trên bệnh nhân, thì như vậy chúng ta có thể là ngưng thuốc luôn. Tại vì khi mà gây ra khó thở như vậy có thể là làm cho bệnh nhân tử vong, như vậy thì chúng ta phải hoàn toàn ngưng thuốc và thực hiện một số cái biện pháp hỗ trợ để hồi phục cho bệnh nhân. Và cái ARR nặng nhất đó là đe dọa tính mạng, đó là ARR có thể trực tiếp hay là gián tiếp gây tử vong trên bệnh nhân, ví dụ như là dùng paracetamol gây hoại tử tế bào gan thì có thể làm cho bệnh nhân tử vong. Rồi thứ hai đó chính là theo thời gian khởi phát. Thời gian khởi phát là được tính từ khi dùng thuốc lần cuối cho đến khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Như vậy thì người ta chia làm là ADR cấp là xảy ra từ 0 giờ cho đến 1 giờ. Thứ hai là ADR bán cấp là nó xảy ra từ 1 giờ cho đến 24 giờ. Và thứ ba là ADR mạn là nó xảy ra từ 1 ngày cho đến vài tuần. Rồi tiếp theo là theo phân loại ADR theo tần suất xảy ra, giống như rất thường gặp, ít gặp, hiếm gặp, rất hiếm gặp. Thì cái này là kiểu phân loại của Dược thư Quốc gia Việt Nam. Ví dụ như là rất thường gặp thì tần suất gặp là lớn hơn 1/10, và thường gặp là từ 1/100 đến 1/10, ít gặp là từ 1/1000 cho đến 1/100, hiếm gặp là từ 1/10000 cho đến 1/1000, và rất hiếm gặp là lớn hơn 1/10000. Rồi phân loại tiếp theo là theo mối liên hệ nhân quả giữa ADE và thuốc nghi ngờ, ví dụ như là chắc chắn xảy ra phản ứng có hại, hay là có khả năng xảy ra, có thể xảy ra, không chắc chắn. Nếu như mà chắc chắn cái ADE này là do thuốc gây ra thì cái ADE này nó sẽ trở thành ADR. Rồi theo biểu hiện lâm sàng, đó là các hệ cơ quan trong cơ thể chịu tác động của phản ứng có hại, ví dụ như là da, gan, thận, mắt, vân vân. Trong đó da là cơ quan mà dễ xảy ra cái ADR nhất. Tiếp theo là theo tác dụng dược lý, đó là loại A và loại B, nên mình cũng học ở dược lâm sàng rồi ha. Loại A, A là viết tắt của chữ augmented, thì có nghĩa là tăng cường. Đây là loại ADR mà liên quan đến tác dụng dược lý. Cô lấy ví dụ thuốc điều trị tái tháo đường. Như vậy thì khi chúng ta sử dụng ở một cái liều A nào đó mà cũng trong khoảng cho phép, nhưng mà khi mà cái liều hơi cao hơn thì cái khả năng thì xảy ra phản ứng có hại, đó là hạ đường huyết quá mức, nó sẽ dễ xảy ra hơn, có nghĩa là nó sẽ khuếch đại cái tác dụng dược lý lên. Như vậy thì đây là loại ADR phụ thuộc vào tác dụng dược lý. Thứ hai là phụ thuộc vào liều, liều cao thì sẽ dễ xảy ra ADR hơn là liều thấp. Thứ ba là nó sẽ dễ xử trí, thường gặp, dễ xử trí, thường gặp và tỷ lệ tử vong rất là thấp.
Còn loại B nó là bizarre, có nghĩa là lạ thường. Lạ thường mà chúng ta không thể giải thích được, của chúng ta nó sẽ không phụ thuộc vào tác dụng dược lý và nó hoàn toàn ngược với loại A. Ví dụ nó không phụ thuộc vào liều, ví dụ nó hiếm xảy ra nhưng mà tỷ lệ tử vong nó sẽ cao hoặc là nó sẽ khó xử trí hơn. Tuy nhiên trên thực tế thì có những loại ADR mà chúng ta không thể xếp vào loại A hay loại B được, và lúc đó chúng ta phải xếp vào một cái loại khác, và lúc đó người ta sẽ thêm một số cái loại nữa và người ta sẽ mở rộng ra nữa và người ta có thêm một số loại nữa, đó là C, D, E, F, G. Ví dụ như là phản ứng có hại loại C. Loại C là viết tắt của chữ continuous, hay là chronic, hay là mạn á, đó là những phản ứng có hại xảy ra mà liên quan đến tích lũy thuốc. Ví dụ như là mình dùng thuốc corticoid chẳng hạn, thì chúng ta cứ dùng và với cái liều cao hơn liều sinh lý, hoặc là cái thời điểm uống vào buổi chiều chẳng hạn, thì ngày này qua tháng khác chúng ta dùng như vậy, thì ít nhất là sau 2 tuần sẽ có biểu hiện của tình trạng là suy thượng thận cấp. Còn ví dụ như là loại D, D viết tắt của chữ delay. Delay nghĩa là chậm, như là muộn. Cái phản ứng có hại xảy ra nó chậm, nó rất là chậm. Ví dụ như là ở mẹ có thai mà sử dụng isotretinoin, như vậy trẻ sinh ra thì có khả năng bị dị dạng xương mặt. Rồi phản ứng có lại loại E. E là viết tắt là chữ ending of use, ending of use. Tôi lấy ví dụ như là cái này liên quan đến cái hội chứng ngưng thuốc. Ví dụ như là mình xài thuốc morphine chẳng hạn ha, opioid. Như vậy khi chúng ta ngưng thuốc một cái thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện là thèm thuốc, khó chịu, thèm thuốc lên cơn. Còn loại F nó là failure of therapy, thất bại trong điều trị. Thông thường cái này nó sẽ liên quan đến tương tác thuốc, dùng thuốc không đủ liều. Lấy ví dụ như mình xài clopidogrel chung với lại omeprazole. Như vậy thì omeprazole sẽ ức chế enzyme CYP2C19 chuyển hóa clopidogrel từ dạng bất hoạt thành dạng có hoạt tính, do đó làm mất khả năng bảo vệ tim mạch của clopidogrel. Và loại G là liên quan đến genetic liên quan tới codein, đó là ở một số bệnh nhân có mang cái gen chuyển hóa nhanh codein thành morphine, và như vậy thì quá trình tạo ra morphine quá ào ạt và bệnh nhân đó thì dễ xảy ra các phản ứng có hại do morphine gây ra. Do đó nếu như bệnh nhân nào mà mang gen chuyển hóa nhanh codein thành morphine thì không được sử dụng codein. Rồi các yếu tố nguy cơ thì các bạn xem thêm ha. Biểu hiện ADR trên một số cơ quan thì các bạn tự học thêm nha. Trong đó là mình có hướng dẫn sơ, đó là ADR ở trên da là mức độ thì nó thường nhẹ hoặc đe dọa tính mạng, và đây là ADR thường gặp nhất. Thì các bạn xem thêm ở đây ha. Trong đó có cái phù mạch đó chính là phù những vùng hạ bì, vùng hạ bì sâu môi dưới da hay là niêm mạc mắt. Rồi như đó là điển hình của thuốc ức chế men chuyển hay là thuốc ARB, nhưng mà ARB thì ít hơn ha. Rồi thì còn những cái biểu hiện khác như là phát ban, hồng ban đa dạng, Stevie Johnson, các bạn đọc thêm. Hội chứng Liao là một trong số hội chứng rất là nặng và nó sẽ gây ra nhiễm độc da, hoại tử. Rồi ADR đơn gan, thì ADR đơn gan thì các bạn nhớ dùng cô là biểu hiện lâm sàng, đó là hoại tử tế bào gan và kèm theo tắc mật. Rồi một số thuốc liên quan đến ADR đơn gan ha. ADR trên thận thì mình nhớ dùng cô, đó là cái tổn thương thận do thay đổi huyết động. Ví dụ như là thuốc liên quan ACE, ACE, ARB thì cái này mình cũng từng học rồi ha. ACE nó sẽ làm co tiểu động mạch đến của thận. Khi tiểu động mạch đến của thận co lại thì sẽ lượng máu thì vô thận, vô cái tiểu cầu thận nó ít hơn. Như vậy thì độ lọc cầu thận sẽ giảm xuống, có thể dẫn đến suy thận cấp. Còn ACE,
NSAID hoặc là ARB thì nó sẽ làm giãn tiểu động mạch ra của thận. Khi tiểu động mạch ra của thận giãn thì có nghĩa là máu sẽ đi ra khỏi thận nhanh. Khi máu đi ra khỏi thận nhanh như vậy thì cái tiểu cầu thận nó sẽ, cái màng lọc ở cái tiểu cầu thận nó sẽ lọc ít hơn, như vậy độ lọc cầu thận nó giảm xuống và cũng có là đó là tình trạng suy thận cấp luôn. Như vậy do thay đổi cái lưu lượng máu đến cái tiểu cầu thận. Rồi ADR trên hệ thống máu thì hệ thống máu của mình thì có 3 dòng tế bào ha, hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Trong đó cái tình trạng là thiếu máu bất sản nó giảm vào 3 dòng luôn. Như vậy thì đây là tình trạng nghiêm trọng nhất và tỷ lệ tử vong rất là cao. Rồi ADR trên hệ tim mạch thì các bạn nhớ dùng cô tất cả các thuốc ở đây. Đó là nó sẽ gây ra tăng huyết áp ha, những khối nước tăng huyết áp. Rồi ADR trên hệ hô hấp nó sẽ tổn thương ở trên phổi, trên phế quản. Và các biện pháp chính để ngăn ADR chúng ta sẽ xem, ví dụ như là cân nhắc hạn chế số lượng thuốc cần dùng, nắm vững thông tin thuốc v.v. Thì cái này sẽ có một bài riêng để hướng dẫn cho các bạn. Như vậy thì cô giới thiệu sơ qua về các khái niệm cơ bản về phản ứng có hại. Thì về phần tiếp theo thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn về phản ứng có hại mà nó xảy ra do một số thuốc nó gây ra như thế nào. Và cái phần đó thì các bạn có thể tự tra cứu cũng được ha. Như vậy thì chúng ta sẽ hướng dẫn cái phần đó trong clip sau. Ở video này, cô xin được giới thiệu một số thông tin thuốc và cảnh báo ADR của một số tổ chức y tế trong và ngoài nước. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số thuốc từ ví dụ như là paracetamol, codeine, tramadol, domperidone, metoclopramide, v.v. Thì đầu tiên nó là paracetamol. Thì có hai phản ứng nổi tiếng của para, đó chính là ở trên da và ở trên gan. Thì FDA đã đưa ra cái cảnh báo về nguy cơ sẽ xảy ra các phản ứng dị ứng da nghiêm trọng như là hội chứng Stevie-Johnson, hội chứng hoại tử thượng bì nhiễm độc axit hay là ban mụn mủ cấp, vô khuẩn toàn thân, v.v. Thì như vậy thì những cái thông tin như thế này thì cũng khá là đơn giản, các bạn có thể tự truy cập trên cái trang web đó là canhnhacduoc.org thì các bạn có thể ra được thông tin. Thì đó, cô đưa ra ví dụ như thế này thì mình tìm hiểu sơ qua thôi ha. Ví dụ đây là phản ứng da như là hội chứng Stevie-Johnson ha, chứng Lyell hay là Ten, v.v. Những hội chứng này nó rất là nghiêm trọng. Thứ hai đó là về tổn thương gan. Tổn thương gan thì FDA đã yêu cầu các thuốc kê đơn dạng phối hợp các chất giảm đau và para cần giới hạn hàm lượng para không được quá 325mg trong mỗi viên nén hoặc viên nén. Xin lỗi, trong mỗi viên nén hoặc là viên nén. Thì các bạn lưu ý rằng là có nghĩa là trong cái viên phối hợp giữa para với một thuốc khác thì para không được có hàm lượng là quá 325mg để giảm nguy cơ tổn thương trên gan. Thì FDA nói rằng là nếu như hàm lượng mà lớn hơn 325mg trong cái chế phẩm phối hợp này thì lợi ích đem lại thì không vượt trội so với nguy cơ độc tính trên gan. Thì tại sao khi mà giới hạn ở hàm lượng 325mg thì sẽ giảm độc tính trên gan? Như vậy thì mình có cái thể lý giải như sau. Ví dụ bệnh nhân ở một phòng khám A, họ được cho thuốc giảm đau có chứa para cộng codeine, nhưng mà khi bệnh nhân đó đến phòng khám B thì bác sĩ phòng khám A không có coi lại là bệnh nhân ở phòng khám A đã sử dụng para
rồi thì họ lại cho thêm một chế phẩm khác, ví dụ như Para cộng Tramadol. Tuy nhiên nếu như mà Para ở trong hai trường hợp này chỉ xài ở hàm lượng là 325 mg trong hai chế phẩm phối hợp thì việc xảy ra độc tính ở trên da sẽ thấp hơn so với việc ở hai trường hợp này bệnh nhân sử dụng hàm lượng Para là trên 325 mg. Rồi, các trường hợp tổn thương gan nặng liên quan tới Para có thể xảy ra nên bệnh nhân uống nhiều liều hơn liều được kê đơn. Thứ hai là uống cùng một lúc chứa nhiều Para. Thứ ba là dùng chung với rượu. Ha, đây ha, mình sẽ xem cái quá trình chuyển hóa của Para. Thì paracetamol khi vào trong cơ thể đến gan thì 90% nó sẽ được chuyển hóa thành dạng bất hoạt bằng cách liên hợp với glucuronic, còn 5-9% nó chuyển hóa qua enzyme CYP2O1 để tạo thành napki, và napki này là một chất gây độc tính cho gan, gây hoại tử tế bào gan. Tuy nhiên trong cơ thể mình thì có glutathione, thì glutathione này nó sẽ kết hợp với napki và sẽ làm cho napki bị bất hoạt, không có tác dụng nữa. Thì trong trường hợp mà bệnh nhân mà uống nhiều liều hơn liều được kê đơn hay uống cùng một lúc chế phẩm mà có nhiều Para, thì như vậy thì khi mà một lượng lớn Para vào trong cơ thể thì gan nó sẽ chuyển hóa và một lượng lớn napki được tạo ra. Tuy nhiên glutathione trong cơ thể thì hằng định không thể nào mà tăng lên được nhiều, do đó nồng độ napki nó tăng lên. Khi nồng độ napki tăng lên như vậy thì nó sẽ gây ra hoại tử tế bào gan. Rồi một trường hợp tiếp theo đó là bệnh nhân dùng kèm với rượu thì sẽ tăng nồng độ của Para lên. Với cơ chế là rượu sẽ cảm ứng enzyme CYP2O1. Khi rượu mà cảm ứng enzyme CYP2O1 thì nó sẽ tăng cường chuyển Para thành napki. Thứ hai, rượu nó sẽ làm cạn kiệt glutathione. Như vậy chất độc càng được tạo ra và chất giải độc lại càng được ít đi. Do đó ở người mà nghiện rượu thì khả năng tổn thương tế bào gan sẽ nhiều hơn khi dùng Para. Do đó liều mà Para sử dụng trên bệnh nhân bị nghiện rượu thì sắp hơi thấp hơn so với bình thường. Rồi, thì có một thời gian Para bị nghi ngờ là ảnh hưởng lên sự rối loạn phát triển thần kinh của trẻ. Tuy nhiên sau khi tổng hợp và phân tích các kết quả thì được đưa ra kết luận rằng là không hình thành mối liên hệ nhân quả giữa việc phơi nhiễm Para trong thai kỳ và việc xuất hiện các vấn đề phát triển thần kinh cho trẻ em. Do đó là chúng ta vẫn có thể sử dụng Para trong thai kỳ nhưng ở liều thấp nhất có hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất. Tiếp theo đó là Para ở dạng phóng thích biến đổi. Thì Bragg thuộc OMA đã xác nhận nó đã là ngừng cấp phép lưu hành các thuốc chứa Para dạng phóng thích biến đổi hoặc phóng thích kéo dài. Tại vì lợi ích của việc dùng các thuốc dạng này thì không vượt trội hơn so với tính phức tạp của việc xử lý quá liều các thuốc này. Bởi vì các quy định về xử lý quá liều Para thường là được xây dựng trên Para phóng thích tức thời, còn Para dạng phóng thích biến đổi thì không có hướng dẫn. Như vậy thì lỡ đâu mà bệnh nhân bị ngộ độc Para dạng phóng thích biến đổi, phóng thích kéo dài thì lấy cái phác đồ xử trí đâu. Do đó là cái loại mà Para phóng thích biến đổi thì không được chấp nhận nữa. Ở slide này chúng ta sẽ nói về codeine và tramadol. Cục Quản lý Dược Việt Nam quy định như sau: chống chỉ định sử dụng codeine cho trẻ dưới 18 tuổi vừa thực hiện các amidan và hoặc thủ thuật nạo VA. Thận trọng cảnh báo đặc biệt do mà codeine có nguy cơ xảy ra suy hô hấp. Đó chính là codeine chuyển hóa thành morphine á, và phản ứng suy hô hấp là do morphine gây ra. Do đó chỉ sử dụng thuốc chứa codeine để giảm đau cấp tính ở mức độ trung bình cho trẻ trên 12 tuổi khi các thuốc giảm đau khác không có hiệu quả. Thứ hai, codeine chỉ nên sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Thì cái này là khẩu hiệu khi sử dụng thuốc rồi. Không khuyến cáo sử dụng codeine cho trẻ có vấn đề liên quan đến hô hấp, ví dụ khó thở hoặc là thở khò khè khi ngủ. Thì tiếp theo là thận trọng sử dụng cho trẻ dưới 12 tuổi và thuốc có thể qua sữa mẹ, do đó không dùng cho phụ nữ cho con bú. Và cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu cũng đưa ra một số thông tin tương tự: chống chỉ định sử dụng codeine cho trẻ dưới 12 tuổi, không nên sử dụng cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi có vấn đề hô hấp,
Và thứ ba, các chế phẩm colin dạng lỏng cần được chứa trong lọ chống trẻ em nhằm tránh trường hợp trẻ tình cờ uống. Lọ chống trẻ em là cái lọ mà khi đậy nắp lại chúng ta vừa nhấn vừa xoay thì mới được á. Thì Brad đã giải thích cho lý do tại sao là mình chống gia đình sử dụng codeine cho trẻ dưới 12 tuổi. Tại vì khi vào trong cơ thể thì codeine sẽ được chuyển hóa thành morphine và nó sẽ gây ra tác dụng độc hại của morphine. Và đối với trẻ dưới 12 tuổi, cái khả năng chuyển hóa từ codeine thành morphine không được biết trước, khó dự đoán. Mà khi khó dự đoán rồi thì xài người ta rất là e sợ xảy ra phản ứng có hại mà người ta không thể kiểm soát được. Thứ hai là trẻ có vấn đề về hô hấp thì trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều so với codeine. Và Brad cũng cho rằng nếu mà trẻ bị ho cảm lạnh nhẹ thôi thì có thể tự cải thiện và cũng không cần phải dùng codeine vào trường hợp này. Và không nên sử dụng codeine trên bệnh nhân thuộc nhóm chuyển hóa nhanh codeine thành morphine. Đó là chúng ta liên quan đến phản ứng có hại loại G mà đã giới thiệu ở video trước. Và không nên sử dụng cho bất cứ độ tuổi nào. Và thứ hai là không sử dụng cho phụ nữ cho con bú vì thuốc có thể qua sữa mẹ. Rồi các bạn nhìn vào sơ đồ này, đây là cấu trúc của codeine. Nó chỉ khác morphine ở cái chỗ này là gốc methyl, còn morphine là gốc này là gốc hydroxy, gốc OH. Thì khi codeine vào trong cơ thể thì phần lớn nó được chuyển hóa qua zip 3-4 rồi sau đó liên hợp với glucuronic để đào thải ra ngoài. Còn một phần còn lại nó chuyển hóa qua zip 2D6 và nó cắt cái gốc methyl này ra và nó trở thành morphine. Và morphine thì sẽ làm vai trò là giảm đau á. Ở bệnh nhân mang gen chuyển hóa nhanh UNM, Ultra Fast Metabolizer, thì như vậy khi dùng codeine thì lập tức codeine ào ạt chuyển hóa trở thành morphine. Và như vậy thì tăng nồng độ của morphine lên, dẫn đến là tăng phản ứng có hại của morphine. Do đó tất cả những dân số nào mà có mang gen chuyển hóa nhanh morphine, xin lỗi, mang gen chuyển hóa nhanh codeine thành morphine thì chúng ta không được sử dụng codeine. Rồi, cái bản tin của HSA cũng đưa ra một số khuyến cáo tương tự như Cục Quản lý Dược là không sử dụng codeine để giảm đau hậu phẫu cho trẻ dưới 18 tuổi. Rồi ví dụ như là chỉ được sử dụng codeine cho trẻ trên 12 tuổi trong những trường hợp mà các trường hợp giảm đau khác không có hiệu quả, vân vân. Thì thông tin nó cũng tương tự nhau, thế đó các bạn cũng dễ nắm bắt. Rồi, FDA cũng quy định ha, giống như EMA là chống chỉ định codeine và tramadol. Thế đây mình nói đó là trong cái chế phẩm phối hợp giữa codeine và tramadol á, thì mình để codeine xẹt tramadol là chế phẩm phối hợp ha. Chống chỉ định codeine và tramadol, đặc biệt là codeine trong điều trị ho và tramadol trong điều trị thâu ở trẻ dưới 12 tuổi. Chống chỉ định tramadol ở trẻ dưới 18 tuổi để điều trị đau sau phẫu thuật amidan hoặc là sùi vòm họng, hay là trẻ có vấn đề về hô hấp thì không nên xài. Thường cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi, phụ nữ cho con bú vân vân, thì thông tin nó cũng lặp lại. Nên cô điểm sơ qua thôi ha. Rồi thì tương tự FDA cũng đưa ra quy định là chỉ định cho người lớn trên 18 tuổi mà thôi. Rồi thì thông tin codeine nó lại lặp lại để các bạn xem thêm ha. Như vậy thì New Zealand cũng đưa ra khuyến cáo tương tự như hồi nãy giờ mình đã trình bày. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về domperidone ha. Rồi, domperidone là một thuốc như thế nào thì các bạn xem lại. Thì cái này chúng ta học ở phần dược lý tiêu hóa, xin lỗi, dược lý và phần tiêu hóa rồi. Rồi, thì như vậy là khi nói đến một thuốc thì chúng ta nên hướng tới là cái phản ứng có hại đặc trưng của nó là gì và đối tượng mà nó hướng đến là ai. Tôi lấy ví dụ para thì phản ứng có hại đặc trưng của nó là trên da và trên gan. Rồi codeine thì phản ứng có hại đặc trưng của nó là trên ức chế hô hấp và đối tượng của nó là trẻ em. Như vậy thì đối với domperidone thì đối tượng mà nó hướng đến đó thường là bệnh nhân lớn tuổi, và thứ hai là phản
phản ứng có hại thì xảy ra trên tim mạch, đó là nguy cơ loạn nhịp thất và đột tử do tim mạch, và sẽ xảy ra cao ở bệnh nhân dùng liều hàng ngày lớn hơn 30mg và bệnh nhân trên 60 tuổi. Và chống chỉ định sử dụng đồng thời domperidone với các thuốc ức chế CYP3, 4, bởi vì những thuốc này nó làm ức chế sự chuyển hóa của domperidone thành dạng bất hoạt thông qua CYP3, 4, như vậy thì kéo dài nồng độ của domperidone lên, do đó là sẽ tăng độc tính. Do đó là sử dụng thận trọng trên bệnh nhân có nguy cơ cao. Ví dụ bệnh nhân có khoảng QT kéo dài này là có vấn đề trên tim mạch rồi, thì như vậy cũng không thể nào mà sử dụng domperidone, hoặc là sử dụng đồng thời với thuốc ức chế CYP3, 4 làm tăng nồng độ domperidone lên. Bệnh nhân có rối loạn điện giải rõ rệt, tại vì ví dụ như là kali và magie thì ảnh hưởng đến tim mạch thì cũng không được ha. Còn domperidone thì không sử dụng trên bệnh nhân có bệnh lý nền là tim mạch, tại vì những bệnh lý nền này thì cũng đã có vấn đề trên tim mạch rồi mà domperidone lại có hại lên tim mạch nữa thì không nên dùng. Hay là liều hàng ngày tối đa của domperidone là 80mg. Rồi, thì chỉ định là domperidone vẫn tiếp tục sử dụng điều trị nôn và buồn nôn nhưng cần giảm liều khuyến cáo. Thứ hai là không nên sử dụng để điều trị các triệu chứng như là đầy hơi, ở nóng. Thứ ba là không nên sử dụng thuốc cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan trung bình hoặc nặng, bệnh nhân kéo dài khoảng QT, rối loạn nhịp tim hoặc tăng nguy cơ gặp phải các phản ứng tương tự. Về liều dùng thì cái này các bạn phải học vì có thể ra đề thi. Người lớn và trẻ vị thành niên cân nặng trên 35kg thì chúng ta dùng liều đường uống là 10mg nhân 3 lần một ngày, đặt trực tràng là 30mg 2 lần một ngày. Và trẻ em thì tương tự ha, các bạn xem thời gian sử dụng thì không nên quá một tuần. Rồi, như vậy slide này là tóm tắt lại ha. EMA cũng đưa ra là gì? Thứ nhất đó là domperidone nguy cơ xảy ra những phản ứng bất lợi trên tim mạch như kéo dài khoảng QT thì xảy ra cao trên bệnh nhân trên 60 tuổi. Thứ hai là dùng liều hàng ngày lớn hơn 30mg và sử dụng đồng thời với các thuốc làm kéo dài khoảng QT hoặc là thuốc ức chế CYP3, 4. Và lúc này có thể sử dụng liều khuyến cáo như thế nào và chống chỉ định ra sao thì cái này mình đã nói rồi. Tiếp theo mình điểm qua metoclopramide thì cũng tương tự ha. Metoclopramide mình xem thử là phản ứng có hại đặc trưng của nó là sẽ trên cơ quan nào và đối tượng nó hướng đến là ai. Như vậy thì metoclopramide phản ứng có hại nổi bật của nó thì đó là trên rối loạn ngoại tháp, và thứ hai đối tượng nó hướng đến hoặc xảy ra dễ xảy ra phản ứng có hại thường là người lớn tuổi ha, có khả năng là trẻ em nữa. Và như vậy thì các phản ứng có hại mà trên thần kinh như là rối loạn ngoại tháp, như là rối loạn vận động co cứng đầu cổ và rối loạn vận động muộn thì thường xảy ra với metoclopramide. Thì về liều thì các bạn cũng phải học ở đây nha, metoclopramide liều. Và thời gian dùng metoclopramide thì tối đa là 5 ngày mà thôi. Không sử dụng metoclopramide trong các rối loạn mãn tính như liệt dạ dày, khó tiêu, trào ngược dạ dày thực quản. Không sử dụng metoclopramide hỗ trợ rỗng nhanh dạ dày trong quy trình chụp X quang. Và trẻ em là chỉ là lựa chọn hàng thứ hai thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nghe về ciproterone ethinine estradiol. Thì thuốc này thông thường người ta sẽ dùng làm thuốc ngừa thai hàng ngày. Tuy nhiên, Bruck khuyến cáo rằng là thuốc này chỉ nên sử dụng để điều trị mụn trứng cá vừa đến nặng do nhạy cảm với androgen và hoặc rộng lông ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, và chỉ dùng trong trường hợp khi các thuốc điều trị mụn khác không có hiệu quả. Rồi, do đó thuốc này là có
là thuốc tránh thai, do đó là không được dùng chung với thuốc tránh thai có chứa hormone khác, và thuốc này cũng có khả năng tăng nguy cơ huyết khối nên cần phải nói với bệnh nhân. Rồi, ngoài ra siproterol có thể gây ra nguy cơ u màng não khi sử dụng kéo dài, do đó chúng ta cần thực hiện một số biện pháp để theo dõi và giảm thiểu khả năng xảy ra phản ứng có hại này. Rồi, đây là những thông tin mà các bạn tự xem thêm ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ điểm qua chế phẩm sắt đường tĩnh mạch. Như các bạn đã biết thì sắt mình thấy khá phổ biến, tuy nhiên sắt mà chúng ta hay nói đến đó là sắt đường uống, còn sắt đường tĩnh mạch thì chỉ được sử dụng hạn chế và trong trường hợp cần thiết mà thôi. Và sắt đường tĩnh mạch nó có một cái nguy cơ đó là xảy ra phản ứng dị ứng, do đó là chúng ta cần phải được sử dụng bởi những cán bộ y tế được đào tạo về cách đánh giá và xử trí các phản ứng dị ứng do sắt gây ra. Và nhớ là khi dùng sắt thì phải theo dõi trong vòng 30 phút sau khi tiêm thuốc. Và CHMP cho rằng việc sử dụng một liều sắt nhỏ để thử phản ứng thì không phải là một cách tin cậy để dự đoán phản ứng của bệnh nhân, tại vì nó do đó là không khuyến cáo việc thử thuốc trước với một liều nhỏ trên bệnh nhân. Nhớ nha, như vậy chúng ta cũng không nên dùng một liều nhỏ trước để thử xem phản ứng có hại hay không, có phản ứng dị ứng xảy ra hay không, vì thật sự không cần thiết. Rồi, đối với phụ nữ mang thai thì chỉ nên sử dụng trong trường hợp là thật cần thiết mà thôi. Và thời điểm dùng là 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về thuốc ức chế SGLT2. Đây là một thuốc điều trị đái tháo đường type 2. Thì thuốc này có nguy cơ là tăng nguy cơ các cục chi do nhiễm khuẩn viêm loét. Đây ha, đây cũng là tăng nguy cơ các cục chi. Đồng thời chúng ta xem thêm đó là về nguy cơ xảy ra suy thận cấp ha, và nguy cơ nhiễm axit máu, nhiễm trùng đường tiểu, vân vân. Thì cái này cũng khá là đơn giản ha, giảm mật độ xương. Như vậy thì đối với cái phần mà tìm hiểu về thông tin phản ứng có hại của một số thuốc thì chúng cô lấy một cái vài ví dụ ra cho các bạn thấy. Tuy nhiên những cái phần này các bạn có thể tự ta cứu được.